trước có ba thằng thôi đó mà nó cày cỡ nào rồi. Alo alo 1 2 3 4. Em chào năm mới toàn thể tất cả các chị yêu nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Em chào năm mới toàn thể tất cả các chị yêu nha. Hôm nay là ngày đầu năm, ngày 1 của đầu năm 2000. Mình bước qua năm mới đó mấy chị, qua năm 2023 rồi đó mấy chị ơi. Em chào buổi sáng toàn thể tất cả các chị yêu nha. Và em cũng chào buổi sáng cuối tuần luôn. Hôm nay là cuối tuần, chủ nhật, và cũng là ngày đầu năm mới, năm 2023 nè. Em chào toàn thể tất cả các chị yêu nè. Chào chị Tuyết Nguyễn nè. Chào chị Tuyết Nguyễn. Không biết là hôm nay là một ngày lễ, vừa là ngày cuối tuần, vừa là ngày Tết Tây. Không biết là mấy chị có đi đâu chơi không ta. Không biết là tất cả các chị yêu ở đây có chị nào mình đi chơi ở đâu không mấy chị, hay là có chị nào ở nhà đang xem live không. Mấy chị xem live chấm chấm bài cho em với nha mấy chị ơi. Mấy chị xem like chấm chấm bài cho em với. Chào chị Thủy, chào chị Thủy Hoàng nè, chào chị Tuyết Quyển nè, chào toàn thể tất cả các chị yêu luôn. Mấy chị xem like, mấy chị chấm chấm bài cho em với mấy chị. Chấm chấm bài cho em với, mỗi chị một tay, giúp em một lượt chia sẻ với nha. Mỗi chị hai tay thì giúp em hai lượt chia sẻ. Để mọi người vào đông đông ủng hộ em với. Để mọi người mình mua đầm đẹp về mặt Tết nha. Mình mua đầm đẹp về mặt Tết nha mấy chị. Cũng cứ sắp Tết rồi, chắc cũng phải tầm còn chắc tầm 20 ngày nữa thì cũng tầm 20 ngày nữa là Tết rồi mấy chị. Nói chung là bây giờ mấy chị sắm đồ là vừa mấy chị ơi, chứ mấy chị để cận Tết quá mà mấy chị sắm đồ hoặc là mấy chị mua hàng online là mình ship hàng không có kịp đâu. Rồi chúa nhoi chúc mừng năm mới đồ giờ chúa nhoi quá nha. Chào toàn thể tất cả các chị yêu nha. Mấy chị xem like chấm chấm bài cho em với, chấm chấm bài thả tim thả like cho em với. Hôm nay là năm mới mà mấy chị, năm mới là em nói là chị, em bán đầm vừa bán vừa tặng cho mấy chị, chi ân cho mấy chị luôn để các chị mua về mặc cho nó đẹp nè. Đây, hôm nay là nguyên một cái sào đầm này toàn là đầm đắt tiền, 200 mấy một con. Hôm nay là ngày nào, ngày đầu năm, năm mới nên là em bán tặng cho mấy chị 150.000 luôn. Trời ơi đẹp lắm. Em bán 150.000 cho mấy chị luôn, cho các chị mặc cho nó VIP nè, mặc cho nó có lọc nè, mặc cho nó sang nè. 150.000 cho em nha. Xinh quá à, xinh quá xinh quá. Mấy chị xem like chấm chấm bài cho em với. Đúng rồi, bán 150. Mấy chị xem like, mấy chị chấm chấm bài cho em với mấy chị ơi. Để dàn vàng ra để mình lấy cho nó dễ. Mình thấy con nào mệt mình nhoi cho nó dễ. Lộc, chị Lộc Thị Yến, chào em ở nhà xem like để nhận quà nè. Chúc em đắt hàng nhé. Rồi, cảm ơn chị Lộc Thị Yến rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Lộc Thị Yến nè. Mấy chị ơi vào xem like, mấy chị giúp em một lượt chia sẻ nha. Giúp em một lượt chia sẻ nha mấy chị, toàn là đầm đẹp không á, toàn là đầm đẹp, đầm xinh không đây nè, trời ơi, toàn là đầm đắt tiền không à. Nói chung là 200 mấy một con, hôm nay bán 150.000, kiểu như bây giờ là hôm nay chi ân vừa bán vừa tặng đó chị, để các chị mua về cá lọc, bây giờ giống như là mua về cá lọc, tặng cho mấy chị là một ly cà phê đặc biệt luôn, tặng cho mỗi chị một ly cà phê đặc biệt luôn á mấy chị, đó, buổi sáng là tặng một ly cà phê đặc biệt luôn, rất là đẹp luôn, trời ơi xinh lắm luôn, trời ơi con này tiểu thư quá đi. Đẹp quá chị Hằng ơi. Con này nghiền quá chị Hằng ơi, con này đẹp quá. Hả? Sao? Mà eo 80 lận. Đang nghiền con này quá. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Chào chị Tuyết Nguyễn. Cảm ơn chị Tuyết Nguyễn nè, chào chị Hồ Hoa. Chào chị Nguyễn Nguyên nha, chào chị Nguyễn Nguyên. Năm mới chúc shop. Năm mới chúc shop vạn điều như ý. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Nguyên rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các chị ở đây rất là nhiều nha. Mấy chị xem like, mấy chị chấm bài cho em với mấy chị ơi. Tương tác chị tương tác giúp em với, chấm chấm bài tương tác giúp em với. Đẹp quá à. Chấm chấm bài tương tác cho mấy chị. Mỗi chị một tay giúp em một lượt chia sẻ luôn nha. Hai tay thì giúp em hai lượt nha. Rồi mấy chị mà có hội nhóm thì giúp em vô vài lượt vào hội nhóm càng tốt nha. Giúp em vài lượt chia sẻ vào hội nhóm càng tốt. Em nói hôm nay toàn là đầm đẹp đầm xinh không à. Đầm đẹp đầm xinh không nha mấy chị. Em nói toàn là đầm đắt tiền á, mấy con này nè, giống coi anh đang cầm nè, 200 mấy ngàn một con nè, đắt tiền như vậy đây, 200 mấy ngàn một con đây. Hôm nay tri ân cuối tuần
Nó là vừa cuối tuần, nó cũng là vừa ngày đầu năm năm mới luôn. Em bán cho mấy chị 150.000 luôn, là coi như là tặng mấy chị một ly cà phê đặc biệt nha. Mấy chị giúp em một lượt chia sẻ nha, mấy chị giúp em một lượt chia sẻ để mọi người vào đông đông ủng hộ em với nha. Con này đẹp lắm, con này sang nha. Con này ở dưới đây là chất nhung nha. Ở dưới đây là chất nhung, nhung như vậy cho em, nhung rất là đẹp như vậy. Eo con này là 78-80 á mấy chị. Eo cái này là 78-80 á. Chị nào eo 78-80 CL đổ về á, size M, size L là mặt đẹp á. Con này số 1 cho em, số 1 nè. Chị nào mà mang vừa, eo 80 mang vừa thì giúp em mở hàng con này nha. Giúp em mở hàng con này số 1, 150.000 nha mấy chị. 150.000 là được miễn ship, được miễn ship tới tận nhà cho mấy chị. Và mấy chị được kiểm tra hàng thoải mái cho em, kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn. Khui hàng kiểm tra hàng thoải mái, miễn ship tận nhà tận giường luôn. Đó, có 150.000 sở hữu luôn con này. Eo 78-80 nha, eo 80 đổ về, size M, size L mấy chị. Size L là mặt đẹp nha. Rồi số 1 cho em, ở phần bên dưới là chất nhung. Chất nhung như vậy. Đó, rất là VIP như vậy, nhung nó VIP như vậy. Mà ở trên cái cổ là cái cổ nó như vậy cho em, chất von nha, cổ nữ hoàng nha. Cái tay nữ hoàng xinh lắm, em phải nói con này mặt cực kỳ xinh cho mấy chị luôn. Chị nào eo 78-80 lên em số 1, 150.000. Mấy chị xem like, mấy chị chấm bài cho em với. Trời ơi, sao em nghiền con này quá mấy chị ơi. Em nghiền lắm luôn mấy chị, mặt đẹp lắm luôn mấy chị. Lên số 1 cho em 150.000 nha, mở hàng nha. Chị nào ở đây mở hàng đắt hàng thì giúp em mở hàng con này luôn nha mấy chị. Để buổi sáng ngày hôm nay em bán thật là đắt hàng nha. Đẹp lắm, đẹp lắm. Mấy chị xem like, chấm bài cho em với, tương tác giúp em với. Giúp em một lượt chia sẻ luôn mấy chị ơi. Chia sẻ về trang cá nhân của mình nha. Có hội nhóm thì cho em vài lượt chia sẻ vào trong hội nhóm càng tốt nha. Trời sao em nghiền con này quá mấy chị ơi, cái tay bồng luôn á. Cái tay siêu bồng luôn, siêu bồng xinh luôn. Số 1 nha, em bỏ qua đây nha. Chị nào thích số 1 thì là số 1 cho em. Thích số 1 lên số 1 nha mấy chị. Đẹp quá. Con này chất nhúng giống em đang mặc. Con này chất nhúng, nhúng nhúng giống em đang mặc đó mấy chị. Đây, nó nhúng nhúng như vậy, giống cái em đang mặc. Chất này mặc sướng lắm. Đây, nó nhúng như vậy nha, nhập dập nhúng vô như vậy nha. Cái này mặc cực kỳ sướng luôn, mặc sướng lắm luôn. Mặc trời ơi, nó mát thoải mái lắm. Cái độ nhúng nó co giãn ra như vậy nè. Trời ơi, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Xinh lắm luôn. Cái giá suông nha, con này giá suông dài, mặc vô hơi bị VIP nha. Mặc vô phải nói là cực kỳ VIP luôn á. Con này eo 85-90. Eo 85-90 nha mấy chị, con này eo 85-90 nha. Trời ơi, đầm viên nhật này sang lắm. Mỗi mẫu em có một con thôi mấy chị, mỗi mẫu có một con duy nhất à. Không có con thứ hai đâu, độc quyền lắm. Viên nhật nó độc quyền rồi mấy chị, mỗi mẫu một con duy nhất, không có con thứ hai. Đẹp sang như vậy. Mà em bán cho mấy chị có 150.000 miễn ship luôn. Mấy chị nhớ nghe kỹ số đo vòng eo nha. Nghe kỹ số đo vòng eo mới chốt hàng giùm em nha mấy chị. Nghe kỹ số đo vòng eo mới chốt hàng. Và mấy chị đặc biệt là chốt chắc, không có xả hàng trên like hoặc là sau like, không có xả hàng giùm em. Đó, nghe kỹ số đo vòng eo chốt hàng chốt chắc. Bên nhà em á, không có bao gọng chật nha mấy chị. Nhà em bán là không có bao gọng bao chật cho mấy chị đâu. Không bao gọng chật nha mấy chị. Nên là mấy chị, bên em cũng không có bao mà về mấy chị ưng mới lấy, ưng mới nhận hàng, không ưng không nhận hàng nha. Em cũng không có bao mấy cái đó luôn. Mấy chị chốt chắc giùm em. Đẹp quá à. Đẹp quá, mấy chị xem like chấm bài cho em với mấy chị ơi. Mấy chị chấm bài cho em với, thả tim thả like cho em với. Mỗi chị một tay giúp em một lượt chia sẻ với. Mấy chị buổi sáng ngày hôm nay đâu hết rồi ta, hay là mấy chị ngủ nướng hết rồi ta, không thấy chị nào hết trơn, thấy 30 mấy chị đang xem luôn mà em không có thấy chị nào chấm bài cho em trơn á, không thấy chị nào chấm bài luôn, thấy 30 mấy chị đang xem mà không ai chấm bài cho em luôn. Trời, chắc không thương em quá. Mấy chị thương em chấm bài cho em chứ nha, hoặc là giúp em một lượt chia sẻ nha mấy chị. Giúp em một lượt chia sẻ nha. Hôm nay là ngày đầu năm mới á, em vừa bán vừa tặng tri ân cho mấy chị, để các chị mặc có lọc á. Vừa bán vừa tặng, kiểu như là tặng bộ ly cà phê đặc biệt cho mấy chị nè. Đó, mấy chị tương tác cho em chấm bài, thả tim thả like cho em nha. Mỗi chị giúp em một lượt chia sẻ nha. Chúc shop năm mới may mắn, bạn mua may bán đắt nhé. Cảm ơn chị Mẹ Lệ Vũ, cảm ơn chị Mẹ Lệ Vũ rất là nhiều nè. Cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều luôn. Thôi, con này số 2 cho em đi, số 2 đi, nên mã 2 cho em nha. Em chào chị Thanh Tâm Lê nè, chào toàn thể tất cả các chị nha. Cái này dập nhúng á, dập nhúng bao đẹp như vậy nè. Cái này giống cái chất em đang mặc nè, chất em đang mặc nó cũng nhúng như vậy nè, nó cũng nhúng vô như vậy nè, rất là xinh luôn nha. Chị nào eo 85 tới 90, eo 90 đổ về. Con này mã số 2. Cho chị mở hàng con cầm tay em nào. Con này hả chị?
Con này hay là con này? Chị lên số đi chị ơi, lên số giùm em đi. Con này số 1 nè, con tiểu thư bánh bèo này, eo 80 số 1 nha. Eo 80 số 1. Rồi con này là số 2. Con này số 2 150.000 số 2 nha. Số 2. Chắc là chị con này á, tại vì hình như eo chị Minh Thiên Trần là eo 84 tám mấy á. Em nhớ là eo tám mấy á. Chắc là chị eo tám mấy. Con này số 2 cho em. Số 2 nha. Eo từ 85 tới 90, eo 90 đổ về nha. Chắc nhúng nha, số 2 cho em 150 ngàn. Số 2 là chị Minh Thiên Trần. Rồi em cảm ơn chị Minh Thiên Trần rất là nhiều đã mở hàng cho em nè. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn tất cả các chị ở đây đã chia sẻ bài cho em luôn nha. Trời ơi, con này 90 cũng cực kỳ đẹp luôn nè. Mặt sang lắm. Đây, mặt lên dáng rất là sang. Eo 90 đổ về nha. Mát lắm luôn, thun lạnh. Con này là thun lạnh cho em. Thun lạnh nha, ở thằng trước này là thun lạnh nè. Trời ơi, xinh lắm. Đằng trước đằng sau đều là thun lạnh hết. Chất thun lạnh cho em, mát lạnh mát gửi luôn. Thun lạnh mát gửi, mặt dưa không mặt luôn. Con này eo 90 cho em. Con này eo 85-90, eo 90 đổ về luôn nè. Mấy chị thấy không, xinh không? Trời ơi, nhìn như vậy thôi, mặt vô em nói cực kỳ đẹp. Mặt vô, giống em hay mặc có sắc lách như vậy nè. Mặt vô cực kỳ đẹp luôn. Sắc lách như vậy mấy chị mặc lên dáng rất là sang. Đây, mặt lên dáng nó rất là tây như vậy luôn. Xòe cái phần âu bên dưới ra như vậy cho em. Cực kỳ VIP luôn nha, mặt vô xinh lắm. Rồi chị này eo 85-90, eo 90 đổ về, con này số 3 cho em. Mã số 3 nha, 150.000 miễn ship cho mấy chị. Được kiểm tra hàng thoải mái luôn nha. Mã số 3 cho em 150.000. Thun lạnh đó mấy chị, sướng lắm. Thun lạnh sơ mặt cực kỳ sướng luôn. Thun lạnh này em nói phải nói là mặt mấy chị mặc lại nói mặc vô người mình là mát lạnh mát gửi luôn mấy chị. Mát lạnh mát gửi mà em nói mặc như không mặc đó mấy chị. Xinh lắm. Con này số 3 nha. Số 3. 150.000 nha mấy chị, được miễn ship tận nhà và được kiểm tra hàng thoải mái cho em số 3. Xinh quá à. Yêu lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn, eo 90 đổ về luôn số 3 cho em. Mã số 3. Đầm viên nhật này nó sang lắm mấy chị, mỗi mẫu có cái á mấy chị. Nên là rất là dễ mặc. Dễ mặc lắm, mỗi mẫu có một cái à, dễ mặc lắm luôn. Mà mặc ở nhà, đi chợ, đi chơi, đi bơi, mặc đi đâu cũng được hết nha. Số 3 là chị Minh Thiên Trần. Con này là một con siêu phẩm đắt tiền á. Con này 300 mấy một con á. Em bán cho mấy chị với giá là 150 ngàn luôn. Chị thấy cái cổ không? Cái cổ nó xinh không? Cổ này người ta gọi cổ lọ, nhưng mà cái cổ này nó co giãn mặt rất là đẹp luôn, bánh bèo bánh nơ như vậy nha. Con này eo 74-78 nha mấy chị. Eo 74-78 đổ về nha. Có chung nhúng nè, chung nhúng vô như vậy đẹp nè. Cái chất đó nè, giờ sờ vô rất là sang luôn. Mặc vô như vậy rất là VIP luôn. Mặc lên dáng như vậy nè, phải nói là cực kỳ VIP luôn mấy chị. Trời ơi nó đẹp ghê ấy. Chị này eo 74-78 đổ về. Con này mã số 4. Con này số 4 nha, 150.000 miễn ship cho mấy chị. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 4 cho em. Số 4. Cổ lọ xuống như vậy, bo nhúng bo chung như vậy, bánh bèo như vậy. Trời ơi, không có con nào đẹp như con này đâu. 300 mấy một con, bán 150.000 luôn. Tặng mấy chị một ly cà phê đặc biệt luôn. Hôm nay là ngày đầu của năm. Ngày đầu của năm, năm mới. Rồi xong là ngày cuối tuần luôn. Cũng là ngày chủ nhật cuối tuần luôn. Đó, vừa bán vừa tri ân cho mấy chị một ly cà phê đặc biệt để các chị mua về mặt Tết cho nó đẹp nha. Mua về mặt Tết cũng được, hoặc là mấy chị mua về mình bán cũng được nha. Mấy chị mua về bán cũng được, hoặc là chị nào muốn mua về tặng làm quà thì mua về tặng cho em luôn. Và con này số 4 cho em nha. Mã số 4 150.000 cho em. Eo 74-78 đổ về nha. Chất von mềm siêu đẹp luôn nha. Dáng âu xòe ra rất là tây, rất là sang như vậy nha. Dập nhúng dập ơ xuống như vậy cho em luôn. Trời ơi cưng lắm mấy chị ơi, sang lắm luôn. Vinh nhật mà mấy chị giặt, em giặt sạch sẽ cho các chị rồi, em ủi thẳng cho chị rồi. Có con như vậy thôi, mỗi mẫu có con như vậy à, không có con thứ hai đâu. Đó mấy chị nhanh tay lên số 4 150.000 cho em. Mã số 4. Em có một con dập nhúng. Cái này chân váy mấy chị. Trời chân váy nhúng mấy chị VIP lắm. Eo 76 size M. Size S size M mặc được. Con này eo 70 tới 76 luôn. Đó cầm như vậy là E70 căng ra là hết cỡ là E76. Là size S, size M mặc được nè, chân váy nha. Chân váy dập nhúng như vậy nha, nó giống em nè. Cái chất nó giống em, chất em đang mặc. Cái chất nó nhúng vô như vậy. Chất nó giống y chang cái chất em đang mặc luôn. Mà chân váy này chân váy xếp tầng nha mấy chị. Đây. Đẹp lắm luôn, xinh lắm luôn nha, xếp tầng nha. Cái chân váy này mình mặc với áo thun trắng hoặc là áo sơ mi trắng hoặc là tay ngắn tay dài á. Áo sơ mi tay dài á là mặc cực kỳ đẹp, hoặc là áo thun tay dài là mặc rất là đẹp luôn. Đó, dập nhúng dập ơ xuống như vậy, xếp tầng 3 tầng. Con này xinh quá, eo hàng hiệu luôn nè. Hàng hiệu luôn nè. Eo 70 tới 76 nha, eo 70 tới 76 cho em nha. Size SM mặc được nha, con này lên em mã số 5, 150.000 nha.
Mã số 5 cho em 150 ngàn nha mấy chị. Được miễn ship tận nhà và được kiểm tra hàng thoải mái cho em số 5 150 ngàn. Trời ơi sang lắm luôn ấy. Rất là sang luôn á. E76 đổ về cho em xe SM nha mấy chị ơi. Số 5 150 ngàn. Rất là đẹp, rất là xinh luôn. Phải nói là cực kỳ VIP luôn. Xinh lắm, sang lắm. Số 5 cho em. Số 5 em để đây này. Xếp trưng bày xếp tầng ấy mấy chị. Xinh lắm mấy chị ơi. Mấy chị vào xem like mấy chị chấm chấm bài cho em nhé mấy chị. Thả tim thả like cho em với. Mỗi chị một tay giúp em một lượt chia sẻ với nha mấy chị. Để mọi người vào đông đông ủng hộ em với mấy chị ơi. Em có con này eo 80-84. Chất thun lạnh cho em. Trời ơi sang lắm. Chất thun lạnh nha mấy chị. Chất thun lạnh là phải nói nè. Đó mấy chị thấy không, co giãn không. Mặc vô cực kỳ co giãn như vậy. Mà mặc vô là phải nói là cực kỳ mát luôn. Xinh lắm, có dây cột eo cho mấy chị luôn. Cái này nó có dây cột nè, dây cột eo nè. Chị nào thích cột thì cột nha. Cái dây này là em nói con đầm này là mua con đầm này 150 ngàn. Là mấy chị được tặng cọng dây này cho em. Đó, xinh lắm. Được tặng một cọng dây rất là VIP như vậy. Đó. Cọng dây này để mấy chị nào thích cột eo thì cột vô nha. Xinh quá à. Eo 80-84. Chị nào eo 80-84 mặc cực kỳ đẹp luôn. Đây, lên dáng này tay không. Bông hoa siêu phẩm hoa ô như vậy nha. Mà chất thun lạnh là co giãn thoải mái cho em. Cực kỳ mát mẻ luôn. Thun lạnh, mát gửi luôn. Mặc em nói mặc cả tuần không tắm đều được luôn mấy chị. Em nói mát lắm, mặc sướng lắm. Con này số 6. Con này mã 6 cho em 150 ngàn miễn ship nha mấy chị. Về mấy chị kiểm tra hàng thoải mái cho em số 6 nha. Số 6, 150 ngàn mã 6 cho em. Đẹp lắm, sang lắm, yêu lắm luôn. Âu xề ra rất là tay như vậy luôn. Số 6 cho em 150 ngàn. Thun lạnh cho em, có dây cục eo xinh quá. Có dây cục eo cho em. Rồi em qua con khác nha mấy chị. Nói chung hôm nay nhiều đầm đẹp lắm. Đầm 150 ngàn này em nói cực kỳ sang mấy chị ơi. Sang lắm luôn, con nào cũng sang, con nào cũng đẹp hết á. Bán 150 ngàn cho mấy chị để các chị có lọc đấy. Nói chung là hôm nay là Tết mà mấy chị. Hôm nay là ngày đầu của năm mới mà mấy chị. Bán cực kỳ đẹp, cực kỳ sang cho mấy chị luôn. Để các chị mặc cho nó VIP này. Cái này là một con ghen nha mấy chị. Một con ghen dán phom suông, cực kỳ VIP. Ghen như vậy nha, mới lắm luôn. Ghen này nó rất là mới cho em. Đặc biệt ghen này không xù, không đổ lông. Ghen cực kỳ mới mà em nói nó còn sang như vậy chứ. Trời ơi mấy chị thấy không, cái dán nó suông xuống nè. Quá trời, quá đất đẹp. Chị nào mà mình thích mặc nịt tay thì về mình mặc mình nịt tay vô cho em nha mấy chị. Rồi con này eo 85-90. Eo 85-90 cho em, eo 90 độ về. Con này mã 7 cho em, 150 ngàn nha. Miễn ship tận nhà, tận giường, tận bếp cho em nha. Về mấy chị kiểm tra hàng thoải mái luôn, lên số 7 cho em. Số 7, 150 ngàn cho em mã 7. Trời ơi, đẹp quá à. Đây, mã số 7 ơi. Chị quá tết sai. VIP lắm luôn á, con này sờ sướng lắm luôn. Mã số 7. Rồi, một con siêu đẹp nữa nè, eo 74-78 nè. Con này cái chất này mặc bao mát nha. Con này cái chất này phải nói là mặc cực kỳ mát luôn. Rất là mát, rất là sướng luôn. Bông hoa to, bông hoa ô như vậy cho em. VIP chưa? Cái dáng nó dài xuống như vậy nha. Có dây cột về đằng sau luôn. Mặc lên rất là xinh luôn. Chị nào eo 74-78, eo 78 đổ về. Con này mã số 8 cho em. 150 ngàn miễn ship số 8. Mã 8 cho em 150 ngàn. Con này mặc đẹp lắm. Nó thiệt luôn. Mặc lên là em nói mấy chị ơi VIP lắm luôn. Eo 78 nè. Eo 78 là mặc được nha. Trời ơi, nó có dây khóa đằng sau á, mấy chị thích chui vô thì mấy chị chui vô thôi. Xinh lắm, đây nè. Em E7880. Em E7880 nè, nhìn như vậy thôi nha. Cái này cái lo của em nó phù ra nha. Đó, em E7880 em mặc nè, mấy chị thấy không? Đấy, rất là sang luôn. Mặc lên dáng cực kỳ đẹp. Em mặc một lần 2-3 cái luôn đây nè. Mặc một lần mà 2-3 cái lên dáng nè, rất là sang như vậy nha. Đó, chị nè, E7880 nè, E80 độ về con này mã số 8 cho em. Mã số 8 mấy chị xinh lắm nha, 150 ngàn cho em mã số 8. Mặc cực kỳ đẹp. Phải nói là mặc cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn. Chị nào thích con này lên số 8 đi, con này mặc ghiền quá. Chắc em, mấy chị không chốt là mà hồi chắc em chốt con này luôn mấy chị. Trời ơi em nghiền con này quá, mấy chị không chốt em chốt luôn á. Số 8 cho em. Rồi số 8 150 ngàn, trời ơi. Nghiền quá à, đẹp lắm luôn, tay lắm luôn. Nhìn như vậy thôi nhưng mà mặc sang nha. Số 8 cho em. Xem đầm trắng phía sau à, đầm trắng phía sau em là 250 ngàn một cái á mấy chị, eo từ 65-95 á. Eo từ 65-95 á, viên lụa pháp á mấy chị. Eo từ 65-95 luôn, lụa pháp á, mặc cực kỳ đẹp, mặc đẹp lắm. Rồi con này eo 72-74 nha, chất lụa nha. Chất lụa bao đẹp nha mấy chị.
sang nha, con này mặc đi tiệc VIP nè. Phần bên dưới nè, phần bên dưới nó ghen như vậy cho em nè mấy chị. Đó, phần bên dưới này VIP lắm, nó lưới như vậy cho em nè. Cái lớp lưới nè, cực kỳ xinh luôn. Rồi E7274 con này nha, xinh lắm, chị nào E7274 nha, mặc đẹp chất lộ VIP. Con này mã số 9 cho em, mã số 9 cho em 150.000, miễn ship số 9. E7274 số 9 cho em. Ở đây em có mấy kiểu là không? Cái này lụa tiểu thư á. Cái này lụa tiểu thư 250.000 một cái đây nè. Cái cổ bánh bèo nè, bánh mơ nè, cái tay nè dễ thương nè. Có chung co giãn nha. Mặc xòe áo như vậy nha. Lụa Pháp nha, lụa này VIP nha. Lụa này VIP nhất trong các dòng lụa luôn. Eo từ 65 tới 95 cho em. 45 kg tới 70 kg mặc được, cái này 250.000 một cái. Cái này 250.000 chị đâu lấy cho nên. Chị Tiết Trinh Nguyễn Thị. Lên 250 cái này tay dài á. Đây cái này tay ngắn bồng nè. Cái này tay ngắn nó bồng nè. Đó bồng nha. Cũng có tròn, con này 250.000 luôn. Eo từ 65 tới 95, 45 kg tới 70 kg luôn nha. Tay ngắn này em để đây á. 250.000 rất là đẹp lụa Pháp. Rồi em qua con khác. Trời ơi con này E7476. E7476 rất là đẹp. Rất bao VIP luôn. Cái tay nè. Bộ cúc hàng hiệu nè, phải nói là sang nè. Nguyên cái bộ cúc này mấy trăm ngàn rồi, bán con đầm cho mấy chị có 150.000 à. Trời ơi, ai mà bán con đầm đẹp VIP như vậy cho mấy chị không? Sang không? Có hoa hồng hoa ơ nữa nha. Mặt bên dáng cực kỳ đẹp cho em. Đây mặt bên dáng nó như vậy nha. Đó, xinh lắm. Mặt bên dáng rất là xinh. Chị nào E7476, E76 đổ về. Con này mã số 10. Đây, để xíu. Con này mã số 10, mã số 10 250.000. Đây nè, đây nè. Lên hai con mà. Đây, cái dài. Đây, chị Nông Kiều ơi. 250 tay dài đây chị Nông Kiều. Ừ, cho chị nha, 250 cho chị nha. Lựa Pháp nha, tay dài bèo cổ đó. Rồi, con này số 10 nha. Chút xíu nữa chị ngồi kia lấy cái mẫu đó nha. Rồi, con này đẹp lắm, con này bông hoa bông ơ đấy. E7476 đó, size M, size M đó. Đẹp lắm luôn, E76 đôi về là mặt cực kỳ đẹp nha. Con này số 10 cho em 150.000, mã 10. Số 10 nè, nhiều con xinh lắm. À, chị này E7880 nè. E7880 nè, mặc con này cho nó xinh nè. Trời ơi, cái chất này mặc sướng lắm. Cái vai nó bềm, vai nó bợ, bẹp vai. Bẹp vai bẹp ơ ra như vậy. Có cái lớp này cho em xinh lắm luôn. Có chung có dáng ở đây, mặc cho cái dáng xòe ra rất là tay. Trời ơi, tay lắm mấy chị, phải nói là cực kỳ VIP luôn á. Chị này E7880, E80 đổ về nè. Con này số 11 cho em 150.000. Mã số 11 sang dài VIP như vậy 150.000, miễn ship tận nhà cho mấy chị về kiểm tra hàng thoải mái cho em. E7880, E80 đổ về mặt cực kỳ sang luôn. Đó, sang như vậy đó, con này mã số 11 nha. Ờ, xem mấy kiểu còn lại đi. Rồi rồi, giờ để em cho xem luôn. Em chào chị Nga nha, chào năm mới chị Nga nha. Đây, cái mấy kiểu còn lại em đọc đi. Mấy kiểu còn lại là em đọc đọc mã số đi nha. Đây, kiểu này cũng vậy nha, bèo nè, tay ngắn nha. Cổ bèo tay ngắn nè, lụa Pháp. Eo từ 65 đến 95 cho em con này số 1. Mã số 1 cho em con này, mã 1 cho em 250.000. Số 1. Rồi, con này VIP lắm. Con này số 2 nè. Con này eo từ 65 đến 90 thôi nha. 90 thôi, cổ vét nha. Đằng trước eo chưa chết, đằng sau eo chung co giãn đẹp như vậy. Con này 250.000 luôn, số 2. Con này mã 2. Em để đây á. Mã 2. Rồi, con này bánh bèo đẹp lắm. Con này bánh bèo nha, cổ ơ, cổ nơ, cổ ơ bánh bèo như vậy, tay nha, siêu bánh bèo nha. Lụa Pháp viết nhất trong các dòng lụa. Eo từ 65 đến 95. Đẹp như vậy, mã số 3, 70kg đổ về mặt đẹp, mã 3, 250.000 lụa cho em. Số 3 nè. Số 3 rồi, con này số 4. Con này xinh quá, con này số 4. Cổ sơ mi như vậy, tay bèo như vậy, nói chung nhiều kiểu lắm. Em dơ lên như vậy đó, eo từ 65 đến 95, 45kg tới 70kg. Con này số 4 cho em. Mã số 4. Mã 4 cho em con này 250.000, miễn ship cho em. Mã số 4 lụa mới nha. Đặc biệt cái dòng lụa này mới lắm, mới tinh nè, xanh lắm. Rồi con này số 5. Con này mã 5 cho em. Cổ nơ, cổ ơ, bánh bèo nha. Bánh bèo như vậy, con này số 5. Eo từ 65 tới 95, 45kg tới 70kg. Con này số 5, 250.000, lụa Pháp VIP. Mã số 5 cho em nè. Rồi hai con này nãy mới lên rồi. Mã 5 đẹp quá. Mấy chị thích con nào thì cứ lên giùm em nha. Em qua đại bán đầm viên nhật nha mấy chị. Qua đại bán đầm viên nhật cho mấy chị mặc cho nó VIP này. Trời ơi mấy chị ơi, chấm chấm bài cho em với mấy chị. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em với mỗi chị chấm giúp em. Nói chung chắc hôm nay mấy chị đi chia lễ hết sao rồi, không thấy chị nào hết ta.
hay là mấy chị đi chơi lễ hết rồi mấy chị. Mấy chị còn xem like chấm chấm bài cho em với nha mấy chị. Tương tác giúp em với nha, hoặc là giúp em vài lượt chia sẻ nha. Xinh quá à. Cái này còn mới á mấy chị. Còn mới nguyên kem như bài kem. Cực kỳ đẹp luôn. Mặc vô nè, trời lên cái dáng nè. VIP của VIP luôn nha. Con này eo của nó là 82, 80, 84. Eo 80, 84 cho em con này. Cực kỳ sang. Cực kỳ sang luôn. Chị này eo 80, 84 là mặc con này cực kỳ chất. Rất là chất, nhìn như vậy thôi. Nhưng mà khi mấy chị mặc cho nó rất là vừa dáng nha. Con này mã số 12 cho em. Mã số 12 cho em nha, mã 12. 150 ngàn miễn ship cho em về kiểm tra hàng thoải mái. Đó, số 12 nha, 150 ngàn. Eo 80, 84 nè, chào chị Kim Phượng nè. Đó, chào chị Tùng Kim nè. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Thị Nga nha. Nói chung là em nhiều con xinh lắm. Trời ơi, con này xinh lắm luôn đây nè. Cái cổ cực kỳ dễ thương cho mấy chị luôn. Cái cổ mà phải nói là cực kỳ dễ thương luôn. Siêu dễ thương, siêu cưng luôn. Đây, cái cổ là VIP như vậy này. Cái tay nè, bo nhúng bo chung xuống như vậy cho em. Trời ơi, cầm con này nghiền lắm luôn. Con này mặc tết là phải nói rất là tiểu thương luôn á mấy chị. Tiểu thương như vậy nè. Con này eo 74, 76 nha mấy chị. Eo 74, 76, eo 76 đổ về. Con này mặc, em nói lên dáng là tay chưa. Xinh chưa. Mặc cho em cho nó phê nha. Mặc mặc ở nhà, mặc đi chơi tết cho nó VIP nè mấy chị. Xinh chưa. Eo 74, 76, eo 76 đổ về. Con này số 13 cho em. Mã số 13 nha mấy chị. 150 ngàn miễn ship nha. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 13. Mã số 13 cho em 150 ngàn. Cái cổ cục nơi cục ơi xinh lắm. Phải nói là rất là xinh luôn á. Số 13 nè. 150 ngàn mã 13. 13, 13, wow. Con này dễ thương quá à. Con này bét lên mới chị. Trời ơi, nó dễ thương bánh mèo thế này đây. Con này eo 74, 76 luôn nha. Eo 74, 76. Trời ơi, cái lớp này nè. Cái tay nè. Cái tay nè, con em nói con này nó độc lạ, dễ thương quá. Con này trời ơi, lần đầu tiên thấy cái con nào mà nó đẹp như con này luôn. Cái này cái áo. Cái này dọc, à để em xem cái này, ở dưới là cái quần hay cái chân váy. À, cái ở dưới là cái chân váy nha. Ở dưới là cái chân váy nha, mặc lên dáng á. Đó, rất là xịt tay luôn. Mặc lên dáng là phải nói là cực kỳ xịt tay, độc sang như vậy luôn, độc lạ sang như vậy luôn. Rồi chị này eo 74, 76, eo 76 đổ về, con này mã số 14 cho em. 150 ngàn miễn ship cho em, về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 14 nha. 14, 14, 150 ngàn miễn ship số 14 cho em, rất là đẹp. Đùm 150 ngàn là phải nói là cực kỳ sang cho mấy chị luôn, con nào cũng đẹp cũng VIP hết á, số 14 cho em. 14, 14. Chị mưa nắng. Xinh quá đi, xinh lắm, đầm xinh không à mấy chị. Thật là đầm xinh, đầm dễ thương không à. Cực kỳ dễ thương luôn á, đây nè, đây một con nữa nè. Con này mấy chị đi tiệc là VIP nha. Con này eo 72, 74 nha. Eo 72, 74 cho em. Chất lụa nha, ở bên này là gửi me gan này rất là mới, không xù độ, không đổ lông. Phần bên dưới là lụa như mày. Cái dây là dây cột, đằng eo, đằng dây cột đai đằng sau cho mấy chị đó, VIP lắm. Mới lắm luôn. Con này em bán cho mấy chị tặng 150 ngàn, chứ con này 350, 400 một con. Mặc đi tiệc cho nó phê, mặc đi chơi cho nó đẹp. Phải nói là em mà vừa lại chắc em chốt nó luôn rồi. Em Tết em mặc cho nó đỏ mấy chị. Cái màu này rất là chuộng ngày Tết. Tết mặc cho nó đỏ cho nó sang nha mấy chị. Con này eo 72, 74 nha. Eo 72, 74, eo 74 độ về nha. Con này mã số 14 kem. Con này mã số 15 kem. Tự nhiên máy sạc pin này mà kêu tút vậy. Rồi con này mã số 15 nha. Mã 15. Mã 15 cho em. 150 ngàn miễn ship về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 15. Eo 72, 74, eo 74 đổ về, có khóa kéo đằng sau, xinh quá. Số 15 cho em. 15, 15 nha mấy chị ơi, một con bánh bèo. Trời ơi, một con cổ nơ bánh bèo. Cổ cột nơ cột ơ, rất là bánh bèo luôn. Cái chất này mặc sang. Trời ơi, nó đẹp. Rất là đẹp luôn. Tiểu thư như vậy luôn mấy chị. Eo 72, 74 nè. Cổ nơ cổ ơ xinh như vậy nè mấy chị ơi, em nói nghiền lắm luôn á trời. Cái này giống như là cái chất giả mấy chị, giả đầm, giả giả chuối các mấy chị, giả đẹp lắm. Eo 72, 74 là cực kỳ đẹp luôn. Chị nào eo bé bé mà eo 74 chốt cho mấy chị, đừng có suy nghĩ gì nhiều cho em, lên số 16. Mã số 16 cho em. 150 ngàn miễn ship nha, về kiểm tra hàng thoải mái nha, số 16 cho em. Mấy chị thấy cái tay không? Tay chất von đẹp như vậy, cổ cục nơ xinh như vậy nè. Con này số 16 nha. Mã số 16 cho em, 150 ngàn, mã 16, eo 72, 74. Y cha, con này VIP quá. Con này dễ thương lắm mấy chị ơi. Con này phải nói là cực kỳ dễ thương nha mấy chị. Đây, cái cổ nó đính hạt như vậy cho em này, em nói mặt lên là da dáng rất là sang luôn. Con này eo 72, 74 luôn, eo 74 đổ về luôn. Trời ơi, em nói cái dáng cực kỳ đẹp như vậy. Xòe âu ra bao VIP luôn. Chị này eo 72, 74, eo 74 đổ về, con này số 17 cho em, 150 ngàn.
miễn ship tận nhà, tận giường, tận bếp cho mấy chị về kiểm tra hàng thoải mái số 17 cho em. 17 17. Một con sơ mi. Con này là một con sơ mi cài cúc từ trên xuống dưới nha. Một con sơ mi cho em cài cúc từ trên xuống dưới như vậy. Cái cổ vest cực kỳ đẹp luôn. Cái tay rất là sang. Lên dáng cho em cực kỳ sang. Chị nào eo 85-90 nha. Eo 85-90, eo 90 độ về con này mã 18 cho em. Số 18 nha chị, mã số 18 cho em con này nha. Rất là đẹp, rất là sang nha. 150.000 miễn ship nha mấy chị, về kiểm tra hàng thoải mái luôn. Hôm nay là ngày đầu của năm mới á mấy chị. Em bán giá tri ân cho mấy chị để các chị mặc cho đẹp nha mấy chị. Chứ mấy con này thường thường là 200 mấy một con á. Hôm nay là em tri ân cho mấy chị với giá 150. Tri ân một ly cà phê đặc biệt cho mấy chị luôn. Để các chị mặc cho đẹp, mặc cho nó sang nha. Con này mã số 18. 150.000 số 18 cho em. 18 18. Số 18. Chắc mấy chị hôm nay, chắc là mấy chị hôm nay đi chơi lễ cho ngồi không thấy chị nào hết. Mấy chị xem nay chấm bài chim giới. Chắc mấy chị đi chơi lễ hết rồi. Con này đẹp lắm luôn nha. Con này là một con body. Một con body eo 70-72. Chà, đằng sau xinh lắm. Đằng sau là nó hở ra nha. Nó hở ra như vậy đằng sau nha. Trời ơi, cái này là đằng sau như vậy. Body nó sẽ tà xuống như vậy luôn. Rồi cái phần này là đằng trước như vậy cho em. Bao đẹp cho mấy chị. Body VIP của VIP luôn. Chị nào eo 70-72 á, eo 70-72 là mặt đẹp nha, màu đỏ nữa nha. Body màu đỏ là mặt cực kỳ sang. Eo 70-72 con này số 19 cho em. Con này số 19 nha mấy chị. 150.000 miễn ship cho em, về kiểm tra hàng thoải mái số 19 cho em. 19-19 cho em, 150.000 mã 19 nha. Eo 70-72 số 19. Số 19 cho em. Em lên một con size to cho mấy chị nè, eo 85-90 nè. Eo 85-90 nha. Con này rất là mát luôn. Con này có hai cái túi. Có hai cái túi đằng trước như vậy. Cái dáng nó suông xuống như vậy cho em. Có hai cái túi đằng trước là mặt xinh lắm. Bỏ điện thoại, để tiền, để đồ. Mình đi cà phê, cà pháo mấy chị, đi chợ để tiền vô đều được. Để điện thoại đều được luôn. Hai túi hai bên. Chất bao đẹp. Eo 85-90. Eo 85-90 cho em. Eo 90 đổ về. Con này mã số 20 cho em. 20-20 nha, đẹp quá à. Eo 85-90. Eo 90 đổ về số 20 cho em 150.000. Miễn ship tận nhà, tận giường, tận bếp nha. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 20. Đẹp lắm. Yêu lắm luôn, cực kỳ VIP luôn. Phải nói là cực kỳ VIP như vậy luôn. Tem hàng hiệu cực kỳ sang như vậy luôn nha mấy chị. Chị này eo 85-90 đổ về chốt nha mấy chị. Chốt ủng hộ em nha mấy chị ơi. Đó, mọi chị một tay giúp em một lượt chia sẻ, để mọi người vào đông đông ủng hộ em luôn nha. Rồi mấy chị chốt ủng hộ em luôn cho nó đẹp nha. Con này số 20 nha. 20 cho em. Mã 20 cho em 150.000 số 20. 20 chị lên 20. Trời ơi, một con đầm đen công sở hạng VIP này. Con này không, trời ơi, chưa từng, lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên thấy con nào mà nó đẹp như con này luôn á mấy chị. Mà em bán cho mấy chị có 150.000 luôn nên là eo 85-90. Eo 85-90 nha, tem hàng hiệu soi. Thường thường Vinh Nhật hàng hiệu soi là em nói là đắt tiền. Mà mấy chị thấy cái cổ VIP không? Cái cổ đó nè, vest như vậy, cái hàng cúc VIP quá. Trời ơi, cái dáng là xòe lên nè, lên dáng nè. Rất là sang luôn, lên dáng cực kỳ sang như vậy luôn. Eo 85-90, eo 90 đổ về con này mã số 1. Mã 1 nha mấy chị. Eo 85-90, eo 90 đổ về số 1 cho em. 150.000 miễn ship tận nhà, về kiểm tra hàng thoải mái luôn số 1 cho em. Trời ơi, em nói đầm đen công sở hạng VIP nha. Mấy chị mặc mua về mặc đi chơi cho nó sang. Hoặc là mấy chị mặc đi làm công sở, ra Tết mình đi làm công sở nè, mặc cho nó sang nè. Đó, có 150.000 luôn hôm nay Tết mà mấy chị. Hôm nay là ngày đầu của năm Tết, em bán tri ân cho mấy chị đó. Tri ân ly cà phê đặc biệt luôn đó. Lên số 1 cho em. Mã số 1 cho em 150.000 số 1. Đây em có con nhung gì á. À đẹp quá. Tâm gốc. Có con nhung gì đẹp quá đây. Trời ơi, con này xinh lắm mấy chị ơi. Con này phải nói là tiểu thư luôn á mấy chị. Rất là tiểu thư bánh bèo luôn. Nữ hoàng cho em. Con này là một con nữ hoàng cho em nha mấy chị. Hơi bị VIP luôn mấy chị ơi, nữ hoàng. Rất là nữ hoàng, tay nữ hoàng nữa ơi, ra như vậy cho em. Quá trời xuất sắc luôn. Phải nói là quá xuất sắc luôn. Con này eo 70-72. Eo 65-72 mặc được luôn. Bo nhúng nè mấy chị, nó bo nhúng xuống như vậy cho em nè. Phần bên dưới là chất nhung nha. Phần bên dưới là chất nhung nha, siêu đẹp, cực kỳ đẹp như vậy cho em nha. Trời ơi, mặc sang lắm luôn. Chị nào eo 65-72. Em bán tặng con này cho mấy chị 150.000 lên số 2 cho em. Số 2. Con này đắt tiền nha. Con này trời ơi, em nói đắt tiền lắm luôn á. Không ai bán mà với giá 150.000 như em đâu.
đắt tiền lắm, đẹp lắm, chất nhung nữa chứ sang lắm luôn ấy. Số 2 nha, câu này hôm trước là em nói 300 mấy một con á, em nói hôm nay là em chỉ ưng cho mấy chị mà, để các chị mặc cho nó VIP nè. Con này mã số 2, mã 2, số 2 nha mấy chị, 150.000 số 2 cho em, eo 65-72 luôn, trời ơi xinh lắm, toàn là con đẹp không mà mấy chị, toàn là con đẹp, hôm nay là đầm là toàn, con nào cũng đẹp hết á. Đây con này xinh đây nè, con này vai tròn nha, con này vai tròn ra như vậy cho em nha, cổ vét như vậy có chung có giãn, đó, kẻ sọc rất là sang. Bên này nó có cổng chung nè, cổng chung có giãn, dập nhúng dập ơ nè, có túi luôn nè, có túi luôn nha, con này chất kaki giấy á mấy chị, kaki giấy cực kỳ sang luôn, con này số 3, chị nào eo, ủa eo nó mất tiêu rồi, để em xem con này coi, con này eo 80-84 á, con này eo 80-84 á, eo 80-84 cho em con này nha, con này mã số 3 cho em, rất là đẹp, rất là sang luôn, 150.000 mỹ ship số 3 cho em, mã số 3, 150.000 số 3 cho em. Rồi em có con này tiểu thư lắm á mấy chị, trời ơi em nói nó cực kỳ tiểu thư mà nó đẹp, nó sang như vậy nè mấy chị, không chốt là em nói uổng lắm luôn á, có 150.000 nè mấy chị, không chốt là em nói cực kỳ tiếc luôn, rất là tiếc luôn nha. Em bán theo số đo vòng eo, không có bán theo số ký nha chị Nguyễn, chị Thanh ơi, chị đo vòng eo giùm em nha, vòng eo của mình bao nhiêu vô chốt hàng giùm em nha. Rồi con này VIP nè, con này eo 78-80 nè, con này eo 78-80 nè mấy chị, xinh lắm luôn, trời ơi rất là đẹp, rất là sang luôn. Mấy chị đo số đo vòng eo vô mấy chốt hàng nha, chứ hỏi em số ký là em nói nhiều khi không có vừa đâu, nhiều khi không có vừa nha. Rồi con này số 4 cho em, tiểu thư bánh bèo đẹp như vậy, nữ hoàng như vậy mà bán có 150.000 luôn, con này 300-400.000 một con, đây bán 150.000 đây nè, nhung đẹp sang như vậy nè, con này số 4 nha, eo 78-80, eo 80 độ về size L đó, số 4 cho em. Lên số 4 cho em là có đơn, đẹp lắm. Đây, con này là một con bánh bèo nè, con này phải nói là một con bánh bèo cái cổ nè, rất là xinh luôn, trời ơi bánh bèo xinh, chất von 2 lớp nha, mấy chị yên tâm nha, chất von có lót 2 lớp như vậy nha. Con này eo 74-78 cho em, eo 74-78, eo 78 độ về, có chung nhúng, bo nhúng bo chung như vậy, có chung nhúng, bo nhúng bo chung, vai chồm bánh bèo như vậy, cái vai nó tây nè, rất là bánh bèo, tay bánh bèo như vậy cho em, cổ bo nhúng như vậy rất là xinh, trời ơi đẹp lắm luôn. Chị này eo 74-78, eo 78 độ về nha, con này mã số 5, mã số 5 cho em, 150.000 miễn ship số 5, số 5 cho em, đẹp quá đi, con này thun lạnh đó mấy chị, con này chất thun lạnh đó mấy chị, thun lạnh nè, đẹp lắm luôn ấy, thun lạnh mát gửi luôn, chất thun lạnh sang như vậy luôn, phải nói là nói mát lạnh mát gửi luôn, mấy chị mặc như không mặc luôn nha. Thun lạnh này rất là mát nha, mát lạnh mát gửi cho em, mặc như không mặc cho em. Chị này eo 80-84 á, trời ơi chốt nha, em nói mặc lên dáng là xinh như vậy nè, eo 80-84, con này số 6 cho em, 150.000 mã 6, 150.000 miễn ship nha, về kiểm tra hàng thoải mái số 6 cho em. Rồi con này eo 78-80 nè mấy chị, eo 78-80 mặc rất là đẹp, rất là sang luôn. Đó, viết rất phải nói là cực kỳ VIP như vậy luôn, bông hoa bông ơ như vậy cho em, bao VIP cho mấy chị luôn. Chị này eo 78-80, eo 80 độ về, con này mã số 7 nha, con này chắc này mặc bao mát số 7 cho em, 150.000 số 7 cho em, số 7 nha mấy chị, lên mã 7 nha, eo 85-90 hả. Hiện tại là bây giờ em chưa có thấy eo 85-90 đầm nhung đâu chị ơi, eo 85-90 đầm nhung em chưa có thấy đâu chị, bây giờ em chỉ có đầm vinh nhật thôi, vinh nhật eo 85-90 thì có, còn đầm nhung eo 85-90 em chưa có thấy, không có nha. Hiện tại là ở đây là chưa có thấy cái nào eo 85-90 đầm nhung nha, có đầm vinh nhật thôi, còn mấy chị chốt đầm vinh nhật đi, chứ đầm nhung mà size to em nói nhiều khi hiếm lắm nha. Rồi tôi này eo 78-80 cho em, xinh quá, hàng hiệu uni, cái tem nó in sâu vô như vậy luôn nè, VIP như vậy nè, khắc vô trong luôn. Eo 78-80 CL cho em, mặt bên dáng xòe ra như vậy cho em, cực kỳ tay luôn, rất là sang như vậy luôn. Chị này eo 78-80, eo 80 độ về, con này số 8 cho em, 150.000 mã số 8, 150.000 mã 8, số 8, một cái chân váy chất y chang cái chất em đang mặc nha, đây cái chất nhúng như vậy nha, con này y chang luôn, chân váy chất nhúng, cái chất nó nhúng như vậy cho em, không khác gì con em đang mặc đó. Cái này vinh nhật sang lắm, mỗi mẫu có một con, không có con thứ hai nha, nó độc quyền nha. Mà em giặt sạch sẽ ủi thẳng như vậy rồi bán 150.000 là được, miễn ship tận nhà, được kiểm tra hàng thoải mái. Con này eo 70-76 nè, size SM mặc được nè,
eo 70-76, size S, size M mặc được hết. Eo 70-76 là mặc sang. Cái này là chân váy cho mấy chị về mít vô cho em, vết vô áo thun hoặc là áo sơ mi, tay dài tay ngắn mít vô cho em đó. Con này lên em số 9. Số 9 size S, size M, eo 74, eo 70-76 nha. 150.000 cho em, 150.000 số 9. Số 9, số 9 cho em. Trời ơi, toàn là con xinh không mấy chị. Toàn là em nói đầm đẹp, đầm xinh không à. Mấy chị không chốt là em nói tiếc lắm luôn ấy. Con nào cũng đẹp hết, mấy chị không chốt là em nói tiếc ơi là tiếc luôn. Và con này nè, con này xinh lắm nè, eo 74-76 luôn đây nè. Bông hoa, bông nơ, bông mơ nè, dáng eo chết tay dài nè. Mặt lên nè, bao VIP cho mấy chị luôn nha, con này số 10 nha. Eo 74-76, eo 76 đổ về số 10 cho em 150.000 mã 10. Số 10, số 10. Rồi con này eo 78-80 nha mấy chị. Eo 78-80 màu xanh cho em. Có vai trồm, dáng âu xè ga, phần bên dưới rất là tay. Tay lắm luôn, mặc vô cực kỳ đẹp luôn. Chị này eo 78-80, eo 80 đổ về số 11. Con này số 11 nha, 150.000 số 11 cho em. Eo 78-80, eo 80 đổ về số 11. 150.000 miễn ship nha, về kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Ship tận nhà, tận giường, tận bếp luôn. Eo 80-84 cho em con này. Rất là sang, rất là VIP luôn. Số 19 B đi mất tiêu rồi. B đi mất tiêu rồi, đợi xíu đi, đợi xíu em đang tô lại chỗ này á. Mấy chị có em B đi rồi, em không biết con số 19 con nào hết. Em lên tới số 11, bây giờ chị hỏi em số 19 em biết con nào luôn. Để em tô lại, em lên lại nha. Em lên lại chỗ này nha, mấy chị ưng con nào thì chốt cho em. Nghe kỹ số đầu một em nha, em 80-84, bao đẹp bao sang. Con này mã số 12, con này số 12 nha, 150.000 số 12 nè. Đây, xem lại số 10 đây chị ơi, anh Hoàng. Con này xem eo 76 đổ về nha chị. Eo 74-76, eo 76 đổ về nha. Con này bao đẹp luôn nha, 150.000 nha. 150.000 cho em có cái... Ừ, có cái bông hoa cực kỳ đẹp luôn. Bí kỳ vậy. Con này số 10 nha, con này số 10 nha. Eo 76 đổ về, 150.000 số 10. Không biết sao kỳ vậy. Hôm qua sạc cả ngày luôn mà, cả đêm luôn mà. Hay là cục pin nó vấn đề gì không? Để từ từ em xem. Để từ em tháo ra em lắp lại coi. Cái sao kỳ vậy? Cục pin mới mà. Mới là sao kỳ vậy? Rồi, alo, alo. Rồi, alo, 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 alo. Rồi, được rồi, mấy chị ơi, đặt pin tiếp được rồi. Đây, mấy chị, chất von đó chị ơi, chất von. Chất von, hai lớp, chất von. Hai lớp, có lớp rửa xịn. Đây, chất von như vậy nha, hai lớp, có lớp rửa xịn như vậy nha. Con này số 10 ấy. Mấy chị xem like, mấy chị chấm chấm bài cho em giúp mấy chị ơi, cho có tương tác với này mấy chị đi đâu ấy. Em thấy mấy chục chị đang xem luôn, ba mấy bốn chục chị đang xem luôn mà không có chị nào chấm bài tương tác cho em với. Chị có lấy không? Chị có lấy thì lên ok giùm em nha. Có lấy số 10 lên ok giùm em. Lên lấy gì đó cho em biết nha. Mấy chị chấm chấm bài cho nó có tương tác với, quá trời chị đang xem luôn mà không thấy ai chấm bài gì hết trơn á. Mấy chị chấm bài cho nó có tương tác giùm em nha. Đó, hoặc là mấy chị không mua mà mấy chị đang xem em like, mấy chị cũng chấm bài cho em biết là mấy chị đang xem. Nhiều khi em thấy mấy chị đang xem em đứng đây em like cho mấy chị. Cái đó cũng là một cái động lực của mấy chị. Rồi, con này xinh nè, chào chị Bích Khang nè, đó. Mấy chị chấm bài cho em quá trời rồi, chị lấy đó, lấy cho chị đi. Rồi con này eo 74-76 cho em luôn nè. Tiểu thư lắm nè. Eo 74-76, eo 76 đổ về nè mấy chị. Đó, cái cổ rất là sang luôn. Hôm nay là Tết mà mấy chị. Ngày đầu của năm 2023 năm mới em bán cho mấy chị là tri ân cho mấy chị để các chị mặc. Đó, tri ân một ly cà phê đặc biệt luôn nha mấy chị, nhớ vào ủng hộ em. Hoặc là mấy chị giới thiệu người thân bạn bè vào ủng hộ em nha mấy chị ơi. Đó, hoặc là tăng tên tắt tên người thân vô, hoặc là mấy chị giúp em chia sẻ bài đó như vậy đó. Rồi em chào chị Hồng Nguyễn Thị. Chào chị Hồng Nguyễn Thị nha. Rồi con này 74-76 cho em, con này số 13. Số 13 150.000, em 74-76 rồi 76 đổ về mã 13 nè. Chị này em 74 là mặc con này đẹp lắm luôn, con này 300 mấy một con, bán 150.000 mấy chị mặc đi tiệc cho nó VIP. Gần Tết rồi mấy chị, bây giờ đám tiệc rất là nhiều, tất niên cũng rất là nhiều luôn. Tất niên rồi đám tiệc, đám cưới rồi đám sinh nhật đồ rất là nhiều luôn đó. Mấy chị mua về mặc đi chơi cho nó VIP này, chụp hình cho nó xinh nha mấy chị. Eo 72-74, eo 74 đổ về, con này mã số 14 cho em. Con này mã số 14 nha mấy chị, mã 14 cho em. Mã 14 rất là VIP, 150.000 số 14. Eo 74 đổ về. Mấy chị nghe kỹ số đo vòng em với chốt hàng giùm em và lên mã giùm em đọc em, mấy chị thích con nào em có đọc mã đó, mấy chị lên mã cho em nha mấy chị. Rồi con này là một con cổ cột nơ nha, rất là VIP nha. Con này eo 72-74 nha. Rồi ok chị yêu nha, ok chị em lấy cho chị. Rồi con này chất dạ chuyết như vậy nè, chất dạ nè, mặc bao đẹp bộ cúc cực kỳ xịn sò luôn. Chị này eo 74 đổ về, lên em mã 15 con này số 15, 150.000 mã 15. 15 cho em rất là VIP luôn. Con này là một con cực kỳ bánh bèo cho mấy chị.
con này phải nói là một con bánh bèo VIP của VIP nha. Cái cổ siêu dễ thương như vậy nè. Đây, hoa nhí hoa ơ như vậy cho em mấy chị thấy không, sang không? Con này eo 70-72. Con này mặc cực kỳ đẹp, chất nhung đó mấy chị. Con này mặc lên dáng bao đẹp cho mấy chị luôn. Đó, tay như vậy luôn, eo 70-72, con này số 16 cho em. Mã 16 nha mấy chị, 150.000 số 16 cho em. 16, nhiều con đẹp quá, không biết là lên con nào cũng đẹp hết, em cứ lên đó, eo 72-74. Con này là gan mới, không xù không đổ đông, phần bên dưới là dập ly. Dập ly hết cái chân váy như vậy, chất von cho em, có lót bên trong luôn. Con này eo 70-74 nha, có chung qua dạng, eo 70-74 mặc được. Con này size SM mặc được, đấy con này là số 17 cho em, 150.000, mã số 17. 17 cho em. Con này là một con gì đây, xinh quá. Con này trời ơi em nói nó xinh, phải nói là rất là VIP luôn á mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn, eo 72-74, eo 70-74 mặc được luôn. Có chung có giãn như vậy nè, cái màu nhu nè, cái cổ V nè, cái màu này nhu lắm, cái màu này em nói chất này mặc cực kỳ sang luôn. Trời ơi em nói nó đẹp, đẹp lắm luôn á mấy chị nó eo 74 chốt nè, con này mã 18 cho em. Eo 72-74, eo 74 đổ về nha, eo 70-74 mặc được luôn, số 18 cho em, 150.000. 18 cho em, 150.000 miễn ship nha, về kiểm tra hàng thoải mái cho em. Rồi con này eo 85-90, con này dạng phong suông nha. Con này phong suông xuống như vậy cho em nha mấy chị, nó dạng phong suông như vậy, eo 85-90 nha, phong suông nha, chất này mặc chất lụa nha. Chất lụa này mặc cực kỳ đẹp. Chị nào eo 85-90, eo 90 độ về, số 19 cho em, con này mã số 19 cho em. 19 với giá là 150.000 miễn ship số 19 cho em. 19 nè. Rồi em qua con khác, con này đẹp lắm. Con này cưng quá à. Con này eo 78-80 nha. Eo 78-80 cho em nha. Dạng đầm đen công sở, tem hàng hiệu to như vậy, cổ vét cho em. Cái dáng nó suông xuống như vậy. Cái dáng nó suông xuống như vậy nè. Đó. 19 với chị Lê Tịnh. Chị Lê Tịnh và tin nhắn Messenger cho em xin số điện thoại và địa chỉ nữa chị ơi, không nghe trên live à. Rồi chị nào thích mặc nịch tay thì nịch vô cho em. Con này eo 78-80, con này mã 20. Con này số 20 cho em. Mã số 20 cho em nha. 150.000 số 20, số 20. 20 cho em, 150.000, em 78-80 nha mấy chị. Đẹp lắm. Rồi em có con này. Chốt rồi đó. Dạ em chốt rồi đó chị Văn Hoàng ơi. Rồi con này eo 85-90. Trời ơi đẹp, dáng suông. Con này hàng hiệu gì đây, để em coi hàng hiệu gì đây. Hàng hiệu Gu. Chuẩn hàng hiệu Gu cho em. Chuẩn hàng hiệu Gu VIP như vậy cho em. Màu bông hoa nhí hoa ơ như vậy cho em. Cái cổ cực kỳ đẹp như vậy, cái tay bồng xuống như vậy luôn, cánh tay siêu bồng ra như vậy. Cánh tay phải nói rất là bồng luôn. Cái dáng nè, suông xuống như vậy nè. Cái này mấy chị mua con này là mấy chị được tặng thêm một cái dây cột đai cho mấy chị luôn. Cột đai của nó luôn, cột eo luôn. Đó, chị nào eo 85-90, eo 90 đổ về, con này mã số 1, mã số 1 cho em nha. Mã số 1 cho em, mã 1, 150.000 số 1. Hàng hiệu Gu cho em, eo 90 đổ về, hàng hiệu Gu á. Một con màu đỏ cho mấy chị mặc Tết cho nó VIP nè. Một con này phải nói màu đỏ cho mấy chị mặc Tết cho xin nó sang. Mặc màu đỏ mặc Tết cho nó VIP cho nó sang nha mấy chị. Cái tay nè, vai cánh dơi ra như vậy. Con này eo 72-74, eo 70-74 mặc được luôn. Có chung có giãn luôn, có hai cái túi. Nơi chị vào tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ nữa chị ơi, không nghe trên live ạ. À. Có chung có giãn, có hai cái túi siêu dễ thương như vậy, đẹp như vậy, vai cánh dơi, tay cánh dơi như vậy. Chị nào eo 72-74, eo 74 đổ về, con này mã số 2. Mã số 2 150.000 cho em, mã 2. Được miễn ship tận nhà nha mấy chị về được kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn nha. Trời ơi, em nói con nào nó cũng xinh đó mấy chị. Rồi con này eo 80-84 nè. Eo 80-84 cho em con này, mặc bao đẹp luôn. Trời ơi, con em nói con này mấy chị mà mặc lên á, công sở lắm luôn nha. Mấy chị đi làm công sở đều mặc được hết nha. Mặc lên là căng cái eo này ra nè. Trời ơi, hơi bị đẹp luôn, rất là sang luôn. Đó, cực kỳ VIP như mày luôn. Chị nào mà eo 80-84, eo 84 đổ về, con này mã số 3 cho em. Mã số 3 với giá là 150.000 miễn ship cho em số 3. Con này chất thoải mái, mặc rất là sang. Số 3, eo 80-84, mã 3. Mã 3 cho em. Rồi, em có con khác. Trời ơi, em nói nhiều con xinh lắm. Con này eo 78-80 nè. Eo 78-80 cho em nè. Đẹp lắm nè, con này dặn yếm nha. Con này là tem hàng hiệu của nó nè, con này dán yếm nha mấy chị. Mấy chị cái yếm này mấy chị về mít vô áo thun hoặc là áo sơ mi cho em đều được hết, có túi luôn. Có cái túi nào nó nổi chỗ này nè, trời ơi để đồ siêu cưng luôn á. Rồi chị nào eo 78-80, size L, eo 80 độ về, con này mã số 4 cho em.
Mã số 4 nha mấy chị, 150.000 cho em mã số 4. Số 4, 150.000 miễn ship cho em về kiểm tra thoải mái cho em. Rồi con này eo 72-74. Eo 72-74 chất nylon rất là đẹp luôn. Con này chất nylon như vậy cho em nha, cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp cho em nylon rất là sang. Chị này eo 72-74, eo 74 đổ về con này mã số 5. Mã số 5 nhớ chị, 150.000 số 5. Số 5 cho em 150.000. Đẹp quá, toàn là đầm đẹp mấy chơi. Toàn là đầm đẹp, đầm xịn không mà mấy chị. Con này eo 72-74. Eo 72-74 chất này mặc bao mát. Con này còn mới nguyên tem, chưa có ai mặc nó hết nha. Cái giá nó sẽ dài xuống như vậy cho em rất là VIP luôn. Chị này eo 72-74 lên số 6 cho em 150.000 mã 6. Mã 6 150.000 miễn ship. Về mấy chị được kiểm tra hàng thoải mái cho em số 6 nha. Số 6 cho em, chào chị Hương Đỗ nè. Chào toàn thể tất cả các chị mới vào nha. Chào chị Hương Đỗ nha. Trời ơi cưng lắm. Con nào cũng đẹp với mấy chị ơi. Con nào nó cũng sang hết trơn ấy. Đây một con cổ bo nhún cho em. Eo 74-78. Ở thấy chị Minh Phượng mà mấy chị ơi thấy hết á. Mấy chị xem like mấy chị chấm chấm bài cho em nha. Thấy mà đó. Nhiều khi mấy chị mà không chấm bài, mấy chị mà muốn chốt hàng là không có tương tác, là không có chấm, là mấy chị chốt không được đâu. Mấy chị lâu lâu chấm chấm bài cho em với. Con này cổ tròn. Ê, con này cổ bo nhún, cổ lọ. Kiểu dáng cổ lọ như vậy cho em rất là đẹp luôn. Bông hoa nhí hoa ơ như vậy cho em rất là sang. Áo xòe ra như vậy rất là tay luôn. Chị nào eo 74-78, eo 78 đổ về con này số 7 cho em 150.000 nha, miễn ship nha mấy chị. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 7 150.000. Mã số 7 cho em. Mã 737 rất là đẹp luôn. Ờ đúng rồi, cái đó 150 luôn anh. Rồi con này VIP. VIP của VIP, con này eo 74-78, eo 78 đổ về. Con này là một con vai trồm. Một con vai trồm ra như vậy cho em. Có chung có giãn ở đây, xè ga giãn rất là tay. Chị này eo 74-78, eo 78 đổ về. Con này số 8 cho em 150.000 mã 8 nha mấy chị. Số 8 150.000. Mã số 8 cho em nha mấy chị ơi. Lên số 8 cho em là có đơn nha. Trời ơi đậm đẹp lắm luôn á mấy chị. Con nào nó cũng VIP hết trơn á. Con này eo 78-80 nè. Con này cầm muốn xỉu luôn nè. Eo 78-80 cầm phải nói xỉu ngang xỉu dọc luôn. Cầm muốn xỉu luôn mấy chị. Cổ sơ mi như vậy cho em, tay dài mà con này đuôi cá bên dưới. Này nó đuôi cá bên dưới như vậy là cầm nặng tay lắm. Cầm cực kỳ nặng tay luôn. Đuôi cá đưa ơ bên dưới như vậy cho em. Cực kỳ đẹp luôn. Cái chất này là em nói nè, cầm thoải mái lắm luôn, VIP lắm luôn. Cầm muốn xỉu luôn. Chị này eo 78-80, eo 80 đổ về. Con này mã số 9 nha, 150.000 miễn ship cho em số 9. Số 9, 150.000 miễn ship. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đùm Vinh Nhật có mấy chị, mỗi mẫu có con thôi, không có nhiều đâu. Mỗi mẫu một con duy nhất, không có con thứ hai. Mấy chị nghe kỹ số đo một em chốt hàng, chốt ủng hộ em nha. Eo 72-74. Còn chị mới nguyên tem. Chị còn xem trên live không? Chị vào chị nhắm Messenger cho em xin số điện thoại và địa chỉ nữa chị ơi. Còn mới nguyên tem, chưa ai mặc hết. Cái dáng rất là đẹp, rất là sang như vậy luôn. Trời ơi cầm nè, phải nói xinh lắm, muốn xỉu luôn. Chị này 72-74, con này sau số 10, 150.000. Mã số 10 cho em. Một con bông hoa nhí với chị cài cúc nha. Con này đẹp lắm nha. Con này eo 72-74. Bông hoa nhí như vậy cho em, chất lụa xịn nha. Cài cúc từ trên xuống dưới cho em. Eo 70-74 nha. Con này mã số 11 cho em 150.000 mã 11. Số 11. Rồi một con size eo 90. Con này eo 85-90. Eo 85-90, eo 90 đổ về. Trời ơi cái chất phê lắm. Cái tay nè, cái tay cực kỳ sang như vậy luôn. Cái chất rất là phê luôn. Mặt em nói lên dáng cực kỳ VIP như vậy luôn. Trời ơi đầm đen công sở đó mấy chị, mặt sang lắm luôn á. Chị nào eo 85-90, eo 90 đổ về á mấy chị. Con này mã 12 nha. Con này số 12, 150.000 miễn ship cho em số 12. 12, 150.000 miễn ship số 12 cho em. Đẹp quá mấy chị ơi, xem like mấy chị chấm chấm bài cho em với mấy chị. Thả tim thả like cho em với. Giúp em một lượt chia sẻ luôn nha mấy chị, để mọi người vào đông đông ủng hộ em nè. Con này eo 74-76 nha. Chất von nha mấy chị, chất von đẹp nha. Con này VIP lắm, có chung bo nhúng con này nè. Cái dáng dài VIP như vậy là von hai lớp hết nha. Eo 70-76 luôn. Hiện tại bây giờ là nó eo 70 nè. Nó căng ra hết cỡ luôn là eo 76 á mấy chị. Đó, size M đó, con này xinh lắm, mặc đi biển cho nó phê. Đẹp lắm, mấy trăm ngàn một con, bán 150.000 luôn, số 13 cho em. Mã số 13, 150.000 cho em. 13, 150.000 cho em lên số 13 nha. 150.000 mấy chị được miễn ship tận nhà, tận giường nha mấy chị về kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn nha, số 13 cho em nha. Rồi em qua con khác, em có nhiều con đẹp lắm. Con này eo 78-80 đẹp lắm.
E7880 cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Phải nói là cực kỳ xịn sò luôn. Phần bên dưới này mấy chị, bông hoa bông ơ như vậy cho em, bông hoa bông ơ VIP như vậy cho em. Trời ơi cầm muốn xỉu luôn á mấy chị. Đó lên dáng như vậy nha, cực kỳ tay nha. Chị nào E7880, E80 đổ về con này số 14 cho em. Số 14 nha mấy chị, 150.000 số 14 cho em. 14 cho em. Một con size to siêu VIP E7274. E7274, size bé nó lộn size to mấy chị ơi, có dây gốc eo vô. Chất von mềm, con này chất von mềm, mặc lên dáng xinh như vậy. E7274 số 15 cho em 150.000 số 15. 15 rồi em qua con khác. Con này E8590, con này một là con style satin lắm, con này satin nha. E8590 nha, con này vai nó tròn ra. Vai nó tròn ra như vậy, có dây gút, gút eo vô như vậy cho em. Trời ơi cái phần bên dưới nó xòe nè. Con này chất thun nha mấy chị, thun cho này chất thun có tông á mấy chị, mặc cực kỳ mát luôn. Đây. Style tem hiệu. Đây. Tem hiệu VIP như vậy, thun có tông VIP của VIP luôn. Chị này E8590, E90 đổ về con này mã số 16 cho em. 150.000 miễn ship số 16, E90 đổ về nha, E8590 luôn nha. 16 cho em. Một con dạng đầm đen công sở, hạng VIP cho em. E7476. Đây đầm đen công sở còn mới nguyên tem như vậy. Dập ly dập nhúng xuống như vậy cực kỳ đẹp. Trời ơi em nói E7476 mặc rất là sang luôn. Con này số 17 cho em 150.000 mã 17. 17 cho em. Rồi em qua con này, con này E7476 cho em luôn. E7476 mặc đẹp luôn. Đây nha mấy chị, cái chỗ này gan à, cái này là von, chất von mềm. Có chung nhúng ở đây. Có chung nhúng ở đây rồi xong cái phần ở bên dưới là chất von nó xòe ra như vậy, mặc cực kỳ tây. Mấy chị nhìn như vậy thôi nhưng mà khi mấy chị mặc lên người là rất là vừa, không có dài đâu, cứ yên tâm. Chị là E76 độ về con này số 18 cho em. Mã số 18 cho em 150.000 mã 18. 18 150.000. Lên mã 18 là có đơn cho em. Rồi con này xinh lắm luôn. Con này E7274 nha. E7274 nha, chất này bao đẹp nha, có hai cái túi nha, hai cái túi thật luôn nha, VIP như vậy nha. E7274 nha, con này số 19 cho em. Mã số 19 cho em 150.000 số 19, con này mặc sang. 19 cho em. Rồi em qua con này đẹp lắm luôn nha mấy chị, E8590 này size to này, giá suông này mấy chị. Cái giá nó suông xuống nha, vài chất này chất lụa VIP nha, đầm suông nha, đầm phong suông xuống vài nha. Chị nào thích mặc suông thì mặc, chị nào thích nịt tay thì về nịt tay, vô không vấn đề gì hết nha. Rồi con này E8590, E90 độ về mã 20 cho em. Số 20 nha, 150.000 số 20. Mã 20 rồi em quay về số 1. Em quay về số 1 nha mấy chị ơi, em quay về mã 1 cho nó đẹp nè. Đầm đẹp, đầm xinh cho em. Đầm đẹp, đầm xinh ở đây rất là nhiều luôn. Một con mặc cực kỳ mát. Con này mặc phải nói là cực kỳ mát cho mấy chị luôn. Em quay về số 1 luôn, có hai cái túi. Có hai cái túi hai bên để tiền, để điện thoại cho em. Trời ơi, VIP chưa? Một cái tem. Cái này màu nó như vậy á mấy chị. Màu nó như vậy, màu hoa nhí như vậy nha. Thật ra nó còn mới nguyên tem như vậy, chưa ai mặc đâu. Thật ra là rất là mới, chưa ai mặc đâu. Con này eo của nó là 7880 nha. Eo 80 độ về, con này số 1 cho em. 150.000 số 1. Số 1, 150.000. Một con hoa nhí E7274, chất von mềm mại luôn. E7274, bông hoa nhí hoa ơ như vậy. Xòe âu ra rất là tay. Chị nào E74 độ về số 2. Mã số 2 nha, chất von mềm như vậy nha, 150.000 số 2 cho em. Số 2 nè. Một con thun lạnh cho mấy chị nè. Con này thun lạnh nha mấy chị, để các chị mặc đi biển cho nó sang nè. E7274 nha. Chất thun lạnh như vậy cho em, mát lạnh mát gửi luôn. Họa tiết thổ cẩm hoàng gia hoàng ô VIP của VIP như vậy cho em. Trời ơi em nói nó sang lắm luôn á mấy chị. Xếp tầng xếp ơ như vậy luôn á. Chị nào E7274, E74 đổi về con này mã số 3 nha. Mã số 3 cho em 150.000 số 3. Mấy chị nhìn nó dài thôi, thật ra nó không dài đâu, mặc lên dáng vừa lắm. Mặc lên nó rất là vừa luôn. Con này E7476 nè. Con này cái chất thun lạnh nó vậy mấy chị. Thun lạnh nó vậy khi mấy chị mặc lên cái chỗ này nó găng ra như vậy. Đó, lên dáng như vậy. Nó găng ra lên dáng như vậy đẹp lắm. Trời ơi phải nói màu hồng sang. E7476, E76 độ về cho em thun lạnh, co giãn thoải mái nha. Chất này chất thun lạnh cho em nha, thun lạnh như vậy mát lạnh mát gửi luôn, co giãn thoải mái luôn, rất là đẹp luôn. Chị này E7476, E76 độ về con này mã số 4 cho em. Mã số 4 nha mấy chị, 150.000 số 4. Số 4. Một con xinh quá. Con này phải nói cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Rất là đẹp cho em con này. Cực kỳ đẹp cho em con này, rất là đẹp cho em.
Trời ơi cái dáng này tay chưa? Chất lụa nha. Con này chất lụa VIP nha, lụa VIP ơi là VIP luôn nha. Con này eo 7880 nha. Lụa VIP nha, VIP ơi là VIP luôn, VIP nhất trong các dòng lụa luôn. Cài cúp từ trên xuống dưới luôn, trời ơi nó sang. Eo 7880 số 5. Số 5 cho em mã 5 nha mấy chị. 150.000 miễn ship về kiểm tra hàng thoải mái số 5 cho em. Trời ơi chất lụa mà phải nói nó xịn sò như vậy, nó đẹp như vậy nè. Đó có 150.000 miễn ship vào mã số 5 cho em. Số 5 nha, số 5 cho em 150.000 mã 5. Eo 7880 số 5 cho em. Rồi em qua con khác nè. Em còn nhiều con đẹp lắm. Em có rất là nhiều con đẹp đây. Trời ơi cái dáng này xinh chưa. Eo con này 7884 cho em. Trời ơi lên dáng tay cái vai trồm. Vai trồm ra như vậy chị nè. Eo 80-84 mặt cực kỳ đẹp luôn. Lên dáng phải nói là VIP, VIP của VIP như vậy luôn nha. Trời ơi chất vân mềm có lót bên trong chị nè. Eo 80-84 lên cho em mã số 6 liền. Có 150.000 miễn ship đây. Hôm nay mấy cái sào này là toàn đầm đắt tiền không mấy chị. Toàn là đầm đầm em nói 200 mấy ngàn một con không á. Hôm nay là ngày đầu của năm mới hả chị đó. Ngày đầu của năm mới luôn mùng 1 đấy. Nên là em chưa mấy chị để cái chị mua về mặt cho nó sang đó. Chưa một ly cà phê đặc biệt cho mấy chị luôn VIP chưa. Con này mã số 6 nha. Mã 6 cho em eo 80-84 150.000 số 6. Mã 6 cho em. Rồi em qua con khác. Em qua con khác nhiều con xinh lắm. Con này eo 70-72. Chị nào eo 70-72 là mặt sang. Trời ơi nó xinh. Trời ơi chất von đây. Chất von mềm nha. Vinh Nhật thì cái màu nó như vậy nha mấy chị. Thường thường là Vinh Nhật là cái màu nó như vậy đó. Mặt đẹp lắm, nhìn nó mới lắm nha. Nhưng mà cái màu nó hơi hơi buồn như vậy đó. Vinh Nhật mà mấy chị, mặt sang lắm. Eo 77, eo 70-72. Xinh quá à. Chị này eo 70-72 chốt này. Số 7 cho em này. Mà 7 cho em 150.000 số 7 này. Số 7 nha. Ê, hôm nay mấy chị đi chơi lễ sao rồi á, không thấy thấy quá trời có hai mấy chị đang xem mà mấy chị không chấm chấm bài, không tương tác luôn. Không biết chắc là mấy chị đi chơi lễ chưa ngồi, hoặc là hôm nay cuối tuần mấy chị ngủ nướng mấy chị chưa dậy, hay là mấy chị mắc làm đồ ăn xong làm đồ ăn đồ uống rồi. Rồi con này là một con tem hàng hiệu nha. Eo 7274. Một con tem hàng hiệu cực kỳ đẹp như vậy. Rất là sang như vậy cho em. Chất nylon eo 7274. Ôi có chị Nga từ sớm tới giờ là không có đi đâu hết đó chị Nga. Hôm nay chị Nga có đi chơi không chị Nga? Hôm nay chị Nga có đi đâu không? Em chào chị Trương Thị Mùi nè. Eo 7274 nha. Eo 7274 số 8 cho em. Số 8 nha mấy chị. 150.000 số 8 cho em. Eo 7274 đẹp lắm. Trời ơi cái giá suông. Chất bao VIP luôn. Số 8 cho em. Một con đen công sở size to. Chị nào eo 85-90. Chị nào mà eo 85-90, eo 90 lỗ về chốt nha mấy chị, chốt đi nha, đừng suy nghĩ đâu nha. Đen công sở như vậy hả, tem hàng hiệu to như vậy nha, size to luôn. Trời ơi đẹp chưa. Eo 85-90 luôn, con này số 9 cho em. Trời ơi em nói to mà em nói công sở mà size to hiếm lắm. Lâu lâu mới có một con đẹp như vậy đó. Chị nào eo 85-90, eo 90 lỗ về mã số 9 cho em 150.000. Số 9 150.000 miễn ship nha. Số 9 150.000 miễn ship mã số 9 kem. Ha, chị đang ở nhà uống cà phê. Chị đang uống cà phê. Rồi. Con này eo 7476 cho em, eo 7476, eo 76 đổ về nha. À, cáp bị cá mập cắn rồi. Chị Phan Lý cái cáp bị cá mập cắn hả chị ơi? Có kỳ ta. Này cáp bị cá mập cắn ta. Ở bên em vẫn gõ mà, bên em vẫn gõ. Mà sau này hay là sao ấy, chắc là lễ mấy chị đi chơi hay là sao ấy, hay là mạng bị sao á. Rồi con này xinh quá à. Con này xinh lắm mấy chị ơi. Con này eo 74-76, eo 76 độ về nha. Có chung nha, có chung co giãn như vậy cho em luôn. Chung co giãn ra như vậy luôn, cái cổ này cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là rất là đẹp, rất là sang luôn. Đó, màu xanh nữa chứ. Màu này hiếm lắm mấy chị ơi, không phải lúc nào cũng có cái màu như vậy đâu. Hiếm khi có lắm. Chị nào eo 76 vừa chốt nha, số 10 cho em. Số 10 nha, 150.000 mã 10, eo 76 lỗ về số 10 cho em. Nói giết mệt quá mà mấy chị đâu hết nói giết. Không muốn nói luôn á. Rồi con này xinh quá à, con này eo 7274. Eo 7274 con này dáng vin nha mấy chị. Con này là một con cổ cộp nơ rất là trẻ trung tiểu thư nha, chất von rất là mềm nha. Họa tiết cực kỳ sang như vậy cho em. Đẹp quá, eo 7274. Chị nào eo 72-74 nè, con này số 11 cho em.
Mã số 11, 150.000, miễn ship số 11, E7274, mã 11 nha mấy chị. Giảng viên có chung coi giảng nha, đẹp như vậy nha. Số 11 cho em. Hả? Rồi con này E7880. E7880 cho em, một con giảng viên luôn. Con này cổ cột nơ, cột ơ như vậy cho em nè. Có chung nhúng nè mấy chị, chung nhúng ra như vậy cho em nha. Ở phần bên dưới này là mấy chị hỏa tiết nè, hỏa tiết hỏa ơ dưới như vậy cho em, cực kỳ đẹp cho em. Con này E7880 dán viên đắt tiền, 500.000 một con, bán tặng mấy chị 150.000 luôn. Đó, bán 150.000 luôn cho mấy chị luôn. Coi cho xem mấy chị có chị nào mà ưng con này chốt không. Chứ con này 500.000 một con, mấy chị thấy dán viên có chung coi giảng chưa? Thấy cổ nơ xinh như vậy chưa? Cái màu này hỏa tiết cực kỳ đẹp chưa? Rất là đẹp, rất là sang luôn. Con này số 12. E7880 nha, E80 đổi về số 12 cho em 150.000 mã 12. 12 150.000 miễn ship cho em số 12. 12 lên à, con này đẹp lắm nha. Trời ơi. E7476. Quá trời xinh luôn, dập nhúng hết như vậy luôn. Đây cái phần bên này nè, đính như vậy cho em rất là tiếp luôn. Dập ly dập ơ xuống như vậy mặt cực kỳ đẹp cho em. E7476 đổ về. Con này số 13. Con này mã 13 cho em, 150.000 cho em. Chiếc von đó mấy chị, von mềm mại lắm, siêu cưng lắm. Chiếc von rất là mềm mại siêu dễ thương luôn. Có lót luôn, VIP như vậy luôn. Con này lên em số 13 nha mấy chị. Mã 13 cho em, 150.000 số 13. E7476 nha, E7476 đổ về nha, số 13 cho em. Trời ơi xinh lắm mấy chị, dập ly dập nhúng hết luôn á. Con đầm này ai bán 150.000, dập ly dập nhúng ba phê như vậy đúng mấy chị. Số 13 cho em, 150.000 E76 đổ về. Rồi con này là một con chất thun lạnh. Con này là một con thun lạnh nha, thun lạnh như vậy nha, mát lạnh mát gửi luôn, mặc như không mặc luôn. Cái cổ cái phần này rất là bánh bèo, rất là sang, cực kỳ bánh bèo cho em. E7476 đổ về cho em. Thun lạnh mát gửi số 14 cho em, 150.000 mã số 14, mã 14 cho em. 14 150.000 số 14 cho em. Em có mấy con phần resize bên dưới này đẹp lắm đây nè. Trời ơi chất tô nó mấy chị. Con này chất tô nó mấy chị. Con này phần resize đúng mấy chị. Trời ơi đẹp lắm. E90 95 100. E90 95 100. Cái tay dơ nha. Phần bên dưới nó đẹp như vậy nè. Quá xuất sắc luôn mấy chị. Đó. Nói phần resize. Phần resize ai cũng mặc được hết. Chất tô bao VIP luôn. E90 95 100. Bao đẹp con này. Cánh dơ cánh nơ nữ hoàng luôn. Con này số 15. Con này số 15 cho em. Mã 15 nha mấy chị. 150.000 số 15 miễn ship cho em luôn. Trời ơi con này ai mà bán 150.000 đâu. Nữ hoàng VIP như vậy nè. Mặc lên đẹp lắm luôn. Cánh chơi cánh ơ mà E90 95 100 mặc được luôn. Đuôi cá đuôi ơ phần xòe bên dưới nữa chứ. Con này số 15 nha mấy chị. 150.000 mã 15. 15 cho em số 15. Wow. Đây có một con nữ hoàng nữa đây. Một con nữ hoàng phờ ghi sai. E90 100 101 102 luôn á, con này 102 mặc được luôn á. Đẹp lắm luôn. Quá trời đẹp như vậy luôn. Chị mà E90 100 101 102 chốt đi nha mấy chị, lâu lâu mới có một con size to như vậy á. Hoặc là mấy chị có người thân bạn bè, người quen như sao đó. Nói chung là mấy chị có người thân bạn bè hoặc là người quen hay là hoặc là ai có ai mà quen ai size to chốt cho mấy chị mặc cho nó VIP nha. Con này chất này mặc mát lắm. Cực kỳ mát luôn. E100 101 102 mặc được luôn. Con này mã 16 cho em 150.000. 16 nha mấy chị, 150.000 miễn ship nha, về kiểm tra hàng thoải mái luôn, số 16, 150.000. 16 cho em, rất là sang. Mã 16 cho em. Rồi, à, con này E76 xinh quá. Con này E76 cho em, cực kỳ dễ thương luôn. E76 phải nói là rất là đẹp luôn, con này chất lụa cho em. Chất lụa sát nách, cái kiểu giống em đang mặc nó sát nách, thấy mặt mát lắm. Phần bên dưới nó sẽ xòe ra như vậy cho em. Rất là yêu. Bo nhúng bo chung xinh như vậy. Trời ơi nó đẹp mà. Chị thấy không? Xinh như vậy luôn á. Mặt tôi ngán mà em nói rất là xinh như vậy luôn. Rồi chị nào E7476. E76 đổ về nha. Con này mã số 17 cho em. Con này số 17 cho em 150.000. Miễn ship số 17. E76 đổ về số 17 cho em 150.000. Chị Trần Thanh Tiết và trong tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ vào trong đó. Rồi em mới chốt con số 15 cho chị nha. Vào trong tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ không cho trên like. Chứ mấy chị khách mới, mấy chị cứ vô nhà em, mấy chị chốt xong mấy chị đi đâu mất tiêu quá, mấy chị đâu có cho em địa chỉ đâu. Em đứng đây em bán đồng có 150.000 miễn ship cho mấy chị luôn nè. Ai nhà ai mà bán 150.000 miễn ship không?
giặt sạch sẽ như vậy, ủi thẳng thiu như vậy, miễn ship tận nhà luôn mà bán có 150.000 cho mấy chị. Mấy chị chốt hàng nhà em xong mấy chị đi mất tiêu rồi, mấy chị đâu có chờ địa chỉ đâu. Bây giờ chị vào trong tin nhắn cho em, giùm em xin lại địa chỉ em chốt chị nha. Cổ dễ thương lắm, bệt vai bệt ơ, hàng hiệu á, hàng hiệu nè, cô lô dốt gì đây nè, trời ơi, hàng hiệu đó, em không có biết đọc. 15 là chị Trần Thanh Tuyết. Đẹp chị Trần Thanh Tuyết và tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ đó chị ơi, không nên trên like ạ. Tem hàng hiệu của Nhật, chuẩn hàng Nhật luôn cho em, con này đẹp lắm luôn. Mặc vô gấp vai gấp ơ xuống có chung coi giảng, xinh như vậy luôn, rất là xinh luôn. Chị này eo 7880, eo 7880, eo 80 độ về ra số 18 cho em. Con này số 18 nha mấy chị, 150.000 miễn ship cho em luôn, 150.000 số 18. 18, 18 cho em. 18, 18, nó số 18 cho em là có đơn nha mấy chị ơi, ship tận nhà, tận giường, tận bếp nha mấy chị. Về mấy chị kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn nha. Em có con áo khoác nè. À không có gì đâu, làm đầm cũng được, không nhất thiết làm áo khoác đâu. Con này 85-90, size to. Eo 85-90 có dây rút eo vô. Có dây rút eo, cột eo như vậy nha mấy chị. Chị nào mình thích cột thì mình cột vô nha. Còn mình không thích cột thì mình để nó suông ra mình bơi vẫn không vấn đề gì hết, không sao hết nha. Đó, cài cúc từ trên xuống dưới cho em. Chất bao vip luôn, bông hoa nhí hồ ơ luôn. Eo 85-90 cho em, eo 90 độ về nha. Con này mã 19. Con này số 19 nha mấy chị, mã 19 cho em 150.000 miễn ship số 19, eo 85-90, eo 90 độ về số 19 nha. 19, 19, 150.000 miễn ship tận nhà, tận giường luôn số 19. Trời ơi, một con chiếc phone đẹp lắm mấy chị ơi. Eo 70, 74. Chị này eo 74 chốt mặt đi tiệc cho nó vip này. Có chung nhúng nè, con này chất lụa luôn. Con này chất lụa bao đẹp nha mấy chị, chất lụa vip nha chứ không phải chất phone đâu mấy chị, lụa đó có chung coi giảng luôn. Chị Trần Thanh Tuyết ơi, chị vào tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ đó chị ơi. Rồi con này lụa vip eo 70-74, sang như vậy nó dài vip như vậy dạ hội đi tiệc luôn. Con này số 20. Số 20. 150.000 số 20 em mới nói nãy xong á. Mấy chị vô, mấy chị chốt cho vui, mấy chị chốt dạo xong mấy chị đi mất tiêu ấy. Số quay về số 1 nha. Em quay về số 1, bông hoa nhí hoa ơ, eo 7880 nha. Bông hoa nhí hoa ơ, còn mới nguyên tem nè, chưa có ai mặc đâu, mới nguyên tem. Đây nha mấy chị, tem hàng hiệu to như vậy cho em luôn. Bông hoa nhí hoa ơ cho em như vậy. Dập ly dập nhúng như vậy cho em, có nhúng dập ly luôn, lót có lót lụa xịn luôn, đẹp quá. Eo 7880, eo 80 độ về, chất... Eo 7880, eo 80 độ về, con này chất lụa, chất... Con này chất von ấy, chất von ấy nhưng mà mặt mát lắm. Con này số 1 nha. Số 1 cho em. Số 1 cho em. Số 1, số 1, 150.000. Cho em 4 con lụa trắng ở phía dưới, gặp đơn hôm qua luôn. Ờ chị Vũ Bình, chị Vũ Bình ơi, em có 7 mẫu luôn á chị, có 7 luôn. 4 cái đó nó 4 mẫu nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. 4 nè, 4 nè. Em lấy 4 mẫu rồi, em còn 3 mẫu nữa. Chị có lấy luôn hết luôn không? Em đưa cho chị, em đưa cho chị coi nè. Lấy luôn. Lấy 7 luôn chị rồi. Nè 1 nè, cái này còn cái này chị chưa có, chưa có nè rồi. 2 nữa nè, 3, rồi tổng là 7 mẫu đó. Em lấy 4 rồi, cái này 3 nữa là 7 nha. Mỗi mẫu lấy mấy cái nè. Vậy thôi chứ. Ê, tự nhiên mình gom đi chi vậy? Mình để lại đi xong lấy 7 mẫu luôn nè chị Hằng ơi, gặp đơn hôm qua đi luôn nha. Một mẫu lấy cái, để từ từ. Rồi à, chị ơi, mỗi mẫu chị lấy một cái hay là mấy cái chị? Em có nhiều, nói chung là mỗi mẫu chị lấy mấy cái cũng được nha. Chị lấy một cái hay là chị lấy nhiều cái, em đều có hết nha. Rồi em quay lại dòng này, trời ơi cái gì đây. Eo 85-90 đẹp quá à. Eo 85-90, cổ nó đổ. Cổ nó đổ xuống như mày, mặt sang nha, chiếc von. Chiếc von cực kỳ đẹp như mày cho em. Cái này là phong suông, cái này là phong suông nha mấy chị, có lót cho em. Có lót bên trong luôn, phong suông luôn, có lót bên trong rất là đẹp luôn. Trời ơi, phong suông mà nó dáng nó sang nè. Chị nào thích mặc mình về mình mặc nịt đai thì mình mặc nịt đai nha. Còn mà chị nào mình thích để suông như vậy thì mình để suông như vậy cho em, không vấn đề gì hết nha. Rồi con này eo 85-90 cho em. Eo 85-90, eo 90 lộ về nha, con này mã số 2. Mã 2 150.000 miễn ship cho em về kiểm tra hàng thoải mái số 2. Số 2, số 2 150.000. Một con cái cổ tiểu thư dễ thương lắm đây nè. Theo hoa theo ơ cho em nè mấy chị.
L7476 nha mấy chị, L7476 cho em. Hàng hiệu Yaga nha. Hàng hiệu chuẩn hàng Nhật cho em Yaga như vậy. Cái cổ nè, quá trời VIP luôn, cổ lọ đó, màu màu hoa nhí, nhưng mà cái chỗ này là nó thêu hết cho em. Có chung coi dạng xề dáng Âu ra rất là tay. Con này mã số 3. Con này số 3 nha mấy chị, L7476, L76 đổi về số 3 cho em. Mã số 3 với giá là 150.000, Mỹ ship số 3, L76 đổi về mã 3. Mã số 3 cho em 150.000 mã 3. Rồi em qua con khác. Trời ơi, con này xinh. Con này em nói chị nào mặc được, em nói mặc lên dáng cực kỳ đẹp, đi biển rất là phê luôn. Con này L7476 cho em luôn. Đây. Bông hoa nhí hoa ơ, bông hoa nhí hoa ơ chất vân mềm như vậy cho em. Cái dáng dài xòe ra phíp như vậy cho em. Con này mã số 4, mã số 4 nha. Mã 4 cho em, con này số 4 cho em, đẹp lắm. L76 đổi về số 4 cho em. 150.000, L70 tới 76 mặc được luôn á. Số 4 cho em 150.000, miễn ship cho em số 4. Rồi một con chất thun lạnh cho em. Con này là một con chất thun lạnh nha mấy chị. L7476, L76 đổ về nha. L7476, L76 đổ về cho em. Cái cổ siêu cưng. Cái cổ siêu cưng. Rất là đẹp, rất là VIP luôn. Chất thun lạnh cho em. Thun này là thun lạnh cho em, mát lạnh mát gửi nha chị, mặc như không mặc luôn. Con này mã số 5 cho em. Mã số 5 150.000, số 5 cho em, mã số 5. Mã 5 150.000, L76 đổ về số 5 nha. Anh Sơn chắc anh lấy cho em mấy mẫu thun em nhoi nhoi. Có thun quá. Thôi nó bỏ thùng đi. Xong em hôm nay bị sao á, nói chung nó sao không chả biết đâu. Rồi em qua con khác nha. Em qua con khác cho mấy chị nha. Trời ơi con này đẹp lắm luôn. Con này nữ hoàng VIP lắm luôn. Lấy có cây có chỗ nào là mẫu lẻ, lấy mẫu lẻ cũng được, hoặc là lấy nguyên một cục mẫu luôn. Rồi con này L7274 cho em. L7274. Trời ơi mấy chị ơi, đẹp lắm luôn mấy chị. Đây tem hàng hiệu cực kỳ đẹp, rất là sang như vậy cho em luôn. Trời cái dáng này mặc lên tay lắm luôn ấy. Chị này L7274 đổ về nha. Con này mã số 6 cho em. Mã số 6 cho em 150.000 nha mấy chị, miễn ship tận nhà tận giường cho mấy chị nha. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em. Lên số 6 cho em là có đơn. Lên mã 6 cho em là có đơn luôn. Lên số 6 là có đơn cho em nha mấy chị. Chào chị Mì Lệ Vũ nha. Em có một ít mẫu áo thun. Áo thun phong trắng. Áo thun phong trắng em tri ân cho mấy chị 70.000 để các chị 70.000 để các chị mua về mặc, hoặc là mấy chị mua về cho con gái cháu gái em gái bé gái, mấy chị mua về mặc hoặc mua cho em gái bé gái cháu gái gì con gái gì đều được hết. Cái này size S, M, L, XL đều mặc được luôn. Size S, M, L, XL đều mặc được nha. Đẹp lắm nha. Con này dạng cờ gót top nha, phong ngắn. Con này dạng phong ngắn như vậy, cờ gót top cho em. Đây con này là họa tiết, nó là công như vậy cho em. Hàng hiệu cho em nha mấy chị. Con này hàng hiệu Fila nha mấy chị, Fila. Hàng hiệu Fila VIP như vậy luôn. Nói chung là em tri ân cho mấy chị 70.000. Mua hai cái miễn ship để các chị mua về mặc, hoặc là mấy chị mua về tặng con gái cháu gái em gái bé gái, nói chung là tặng ai cũng mặc được hết nha. Nói chung áo phông trắng này là nó co giãn thoải mái. Co giãn thoải mái khi mấy chị mặc vô, không xù không đổ lông. Bỏ mấy giặt giặt thoải mái luôn. Đó đẹp như vậy. 70.000 một cái nha. Con này số 1 cho em. Con này số 1 nha. Mẫu này mã số 1. Số 1 họa tiết công rất là sang nha. Áo cờ gót top như vậy rất là xinh nha. Số 1 cho em. Mã số 1 70.000 số 1 nè. Size S, M, L, XL nha mấy chị. 60kg độ về mặt đẹp nha. Size S, M, L, XL cho em 60kg độ về mặt đẹp nha. 3 áo thun số 1. Chị Mỹ Lê Mỹ Huyền 3 áo thun số 1. Rồi ok chị nha. Rồi ba áo cho chị. Rồi con này xinh quá. Con này xinh lắm luôn. Con này hàng hiệu Buma. Hàng hiệu Buma như vậy cho em rất là đẹp cho em. Đó mấy chị thấy xinh không. Con này dạng cờ gót top luôn nha. Áo thun phong trắng này là em nói mặc thoải mái, co giãn, không xù không đổ lông. Bỏ mấy giặt giặt thoải mái, không xù không giãn như vậy luôn. Đó form bao đẹp như vậy cho em. Con này hàng hiệu Buma. Hàng hiệu Buma như vậy cho em. Áo cờ gót top như vậy. Size S, M, L, XL 60kg đổ về. Con này số 2. Con này hoa nha. Con này hoa mã số 2 cho em 70.000. 70.000 một cái nha mấy chị. Mua hai cái miễn ship. Mua hai cái là 140.000 được, miễn ship cho em. Con này số 2. Mấy chị mua về mặt cũng được. Cho em mẫu tiếp đi em.
cho em mẫu tiếp đi anh, cho em mẫu tiếp đi. Rồi chị, em nói là đẹp lắm luôn, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Số 2 cho em 70.000 một cái nha mấy chị, mua hai cái miễn ship cho em. Mua về con gái, cháu gái, em gái, bé gái gì, nói chung là ai cũng mặc được hết á, mấy chị yên tâm cho em. Ai cũng mặc được, nói chung là mua về là con gái rồi mặc được hết size. SML, L 60kg đổ về là mặc được. Rồi, con này nói chung là con gái, con trai cũng mặc được luôn, nói chi không không cần thiết là gái phụ nữ bên đâu. Con trai cũng mặc được nha, 60kg đổ về mặc được. Con này hàng hiệu Adidas. Hàng hiệu Adidas còn nguyên một đùm tem như vậy. Con này hoa nha, hình 3D. Áo bên nhà bên em là hình 3D, nó in bên trong như vậy. Chứ không phải mà cái hình nó nổi đâu nha mấy chị, chứ không phải là cái hình nó nổi ra ngoài. Mấy chị giặt mấy ngày bắt đầu cái hình nổi đó, nó bông nó chấm đâu. Nhà em là in 3D bên trong. Trời ơi, giặt bên khi nào mà cái hình này nó sai đúng không mấy chị? In 3D bên trong mà, VIP lắm. Rồi con này dạng cơ gấp top nha, form ngắn. Size S, M, L, XL mặc được luôn. 60kg đổ về số 3, 70.000 mã 3. Mã 3, 70.000 cho em. Cho một cái phong dài đi. Rồi con này hoa. Con này hoa nha. Hoa siêu phẩm đẹp như vậy nha mấy chị. Thấy bông hoa cành hoa siêu phẩm đẹp bông sang không? Hàng hiệu Buma cho em. Hàng hiệu Buma, áo hiệu hết nha. Cái nào cũng là áo hiệu hết. Toàn bộ là áo hiệu hết cho em. Cực kỳ đẹp. Có phong ngắn, phong dài. Phong ngắn thì là cờ gấp táp đó. Nó ngang ngang như vậy nè. Cái này mấy chị về mặc với quần đùi, quần jean, quần ống gọng, chân váy yếm, mặc đều được hết. Hoặc là mấy chị mặc một chiếc áo thun như vậy, mặc chiếc quần đùi vô, đi cà phê, cà pháo, đi chợ, đi chơi, đi bơi, đi đâu cũng được. Rồi con này mã số 4 cho em. Mã số 4 nha mấy chị, 70.000 cho em. 60kg đổ về nha, hàng hiệu Buba. Size S, M, L, XL, 70.000, mua hai cái miễn ship. Rồi con này còn gấp tắp luôn. Cành hoa hồng siêu đẹp như vậy cho em. Hàng hiệu Adidas. Hàng hiệu Adidas như vậy. Hai áo số 3. Hàng hiệu Adidas như vậy cho em. Bông hoa bông mơ cực kỳ đẹp. Con này cờ gót top, bông hoa rất là xinh nha. Con này mã số 4 cho em. Con này mã số 5 cho em. Con này mã 5. Số 3 là con này. Hoa. Hai cái. Rồi con này số 5. Con này mã số 5 cho em, 70.000 mã 5. Áo rất là xinh, rất là VIP luôn. Trời ơi mấy chị ơi, nó đẹp lắm mấy chị. Rất là VIP luôn mấy chị ơi. Con này mã số 5 nha. Mã 5 cho em 70.000, mua hai cái miễn ship cho em, cờ gót top số 5. Rồi, tiếp tục một con cờ gấp top. Nói chung là có phong dài, phong ngắn. Mấy chị cứ xem like, cái nào mà ưng mình chốt thôi. Cái nào mình ưng thì mình chốt thôi, đẹp như vậy. Hàng hiệu Adidas. Hàng hiệu Adidas. Nói chung là toàn bộ là hàng hiệu hết. Co giãn thoải mái hết cho em. Bông hoa siêu cưng như vậy cho em. Size S, M, L, XL, 60kg đổ về. Con này mã 6 cho em. 70.000 nha mấy chị. Mã số 6, 70.000 cho em. Mua hai cái miễn ship. Áo bao đẹp cho mấy chị luôn. Mặc thoải mái sang luôn. Số 6 cho em 70.000. Rồi con này phong dài nè. Chị nào không thích phong ngắn ngắn, phong ngang thì chốt phong dài cho em. Phong dài thì ai cũng mặc được hết, nó ngang xuống như vậy, như áo thun bình thường của mình đó mấy chị. Mặc này, mặc đóng thùng vô, mặc quần jean đóng thùng vô, đi chơi cũng được, ra đi tiệc cũng được luôn. Con này bông hoa bông ơ như vậy cho em. In 3D VIP như vậy. Hàng hiệu Mochino. Rất là sang, phong dài. Size S, M, L, XL, 60kg đổ về luôn. Con này mã 7. Mã số 7, 70.000 cho em, mua hai cái miễn ship. Số 7, 70.000. Mã số 7 cho em 70.000, mua hai cái miễn ship nè. Đây con này là hoa tiếp nha, con này hàng hiệu. Hoa VIP như vậy, hàng hiệu phong dài, hàng hiệu Buma. Hàng hiệu Buma như vậy. Trời ơi áo thun bông trắng này em nói sang lắm, chất thun co giãn như vậy nè. Mặc thoải mái nè, bao đẹp như vậy nè. Có 70.000 một cái thôi, mua hai cái là miễn ship nha. Con này mã 8. Size S, M, L, XL. 60kg đổ về số 8 cho em 70.000. Mã số 8 70.000, bao đẹp luôn, xinh như vậy luôn, phong dài nha. Số 8 phong dài nha, cái nào còn góp 8 em nói nha. Rồi cái này hình con thỏ mấy chị. Hình con thỏ 3D như vậy nha. Con này cờ gấp top nha mấy chị. Nó cờ gấp top ngang như vậy cho em. Size S, M, L, XL luôn. Con này mã 9 cho em, hình con thỏ 70.000. Số 9 như vậy, hình con thỏ 70.000 mã 9 nha. Cái này hàng hiệu quá mấy chị. Đây, tem nè. Mấy chị thấy không, VIP không? Trời ơi, em nói VIP lắm. Tem VIP lắm. Hàng hiệu, ký hiệu, cái tem to. Con này mã 9 cho em 70.000. Số 9. Rồi cái này hàng hiệu Fila. Cái này có hai cái. Cái này em có hai cái hàng hiệu Fila. Hai cái cho em hàng hiệu Fila nha mấy chị. VIP quá. Đây. À không, con này không phải hàng hiệu Fila, hai con này khác nhau mà. Ủa hai con này giống nhau. Ủa mà hai cái hàng hiệu khác nhau. Một cái ký hiệu này cho em. Đó, Nike. Một cái là Nike nha mấy chị. Cái này hình con rồng. Hình con lông con phụng của mấy chị. Ba VIP luôn, 3D VIP luôn. Cờ gấp top cho em. Con này mã số 10. Size S, M, L, XL mặc được số 10 cho em 70.000.
mã số 10 70 ngàn. Em chưng mấy cái thôi nha, em chưng vài mẫu thôi nha mấy chị, vài mẫu nữa thôi là em quay lại dòng vinh nhật cho mấy chị nha. 70 ngàn, lâu lâu thay đổi không khí với mấy chị, lâu lâu thay đổi không khí bán áo cho mấy chị 70 ngàn để các chị mặc cho đẹp ấy, để các chị mua về tặng gái, mua về cho con gái, bé gái, cháu gái, hoặc là nói chung ai cũng mặc được đó. Mua về mấy chị, mua về mà tha hồ mà mặc nha, xinh lắm. Em chưng vài mẫu nữa, em lên vài mẫu nữa thôi rồi em quay lại dòng vinh nhật cho mấy chị nha. Đây hình long phụng như vậy nha, hàng hiệu Fila luôn nha, bao đẹp luôn. Con này mã 11 cho em, con này số 11 70 ngàn, 60 kg độ về số 11, áo hung bông trắng nha, chất thoải mái lắm, mặc cũng rất là dễ mít đồ, mặc vô em nói dễ mít đồ lắm. Rồi con này hàng hiệu Fila, con này hàng hiệu Fila như vậy, tem hàng hiệu như vậy cho em. Con này là hình con hạt, hơi bị sang chảnh luôn, hình con hạt như vậy hơi bị sang chảnh cho em, size S, M, L, L luôn. Con này 60 kg độ về, con này mã 12, con này số 12 nha mấy chị, con này mã 12 cho em 70 ngàn, mua hai cái miễn ship số 12, 12 70 ngàn mua hai cái miễn ship. Rồi em qua con khác, trời ơi đẹp quá, con này đẹp quá, con này con mèo, chắc cho em vài mẫu nữa được anh ơi. Hình con mèo, hình con mèo bao đẹp cho mấy chị, mèo meo meo, trời ơi xinh chưa, 3D VIP như vậy chưa. Con này hàng hiệu Fila nha mấy chị, đó nguyên tem như vậy luôn. Con này dạng cờ góc tóc nha, phong ngắn như vậy nha, size S, M, L, XL nha. Con này số 13 cho em, mã số 13 70 ngàn, mã 13, mua hai cái, mua hai cái miễn ship nha, mua hai cái có 140 ngàn miễn ship luôn. Cho em vài mẫu nữa rồi khỏi lấy nữa đi. Ủa cái hình con này quen quá vậy, kia hết rồi nó quen được. Cái kia là ý đây nè, nè y chang luôn á, không khác gì luôn á, để chung vô đi. Con này số 11 để lấy dây cột lại luôn. Rồi mấy chị ơi, mấy chị còn xem like chấm chấm bài cho em với mấy chị. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em với. Ừ con này đẹp nè, con này VIP lắm luôn nè mấy chị. Trời ơi con này VIP của VIP nha. Con này hàng hiệu Fila cờ gót tóc nha, ngựa nha. Mã đáo thành công cho em nha mấy chị, đắt tiền lắm luôn nha. Rất là đẹp, rất là sang như vậy luôn. Size S, M, L, XL, 60 kg độ về, mã số 14 cho em 70 ngàn. 14, 70 ngàn cho em. Ừ bóng còn 11 chị đang xem mà anh ơi. Con này đẹp quá à. Con này con gà, con này con gà cho em, hàng hiệu đây, hàng hiệu Fila đây, còn mới nguyên tem như vậy cho em đây, chất áo thun phong VIP như vậy luôn. Con này mã số 15, trời ơi số 15 cho em 70 ngàn, số 15 nha. Rồi em lên nhiêu đó thôi, em chân vài mẫu cho mấy chị vậy thôi, xong bây giờ em qua dòng vinh nhật cho mấy chị nha. Em quay lại dòng vinh nhật cho mấy chị để các chị chốt mặt cho nó VIP nè. Quay lại dòng vinh nhật nha, lên dòng vinh nhật cho nó sang nha. Quách tức sai số 14. Số 14 đây. Có cái hay sao? Mã đó thành công. Số 14 cho chị Quách tức sai. Rồi, em lên vài mẫu thôi, xong rồi chút xíu nữa em lên tiếp nha mấy chị. Tí xíu nữa em lên tiếp nha, rồi giờ em quay dòng vinh nhật cho mấy chị nha. Quay lại đồng vinh nhật cho mấy chị để các chị mặc cho đẹp này. Tí xíu nữa em lên tiếp, tí nữa em lên. Đầm đẹp quá, con nào cũng sang hết trơn, không biết lấy con nào luôn mấy chị. Con nào nó cũng dễ thương hết trơn á mấy chị ơi. Con nào nó cũng VIP hết trơn ý. Rồi số 14 em lấy cho chị yêu rồi nha. Chị Trần Thanh Tuyết ơi, chị vào trong tin nhắn Messenger á chị. Vào trong tin nhắn Messenger cho em nha. Không cho trên like nha, không biết chị đó cho chưa mà chị kêu gì à. Gì hai đầm mã 2 áo mã 6 cộng 12 là sao? Chị biết chiếc liền luôn. Coi chị cho địa chỉ chưa? Bông hoa nhí hoa ơ. Bông hoa nhí hoa ơ như vậy cho em. Bê đi mất tiêu rồi, không nhớ nữa đâu. Bê đi mất tiêu rồi. Rồi bây giờ em quay về số 1, em quay về đầm vinh nhật nha. Tí xíu nữa em chi ân táo áo tiếp nha mấy chị. Mấy chị xem like đi, tí xíu nữa em chi ân áo tiếp cho mấy chị. Chất von rất là mềm luôn. Bông hoa nhí hoa ơ như vậy cho em luôn. Cái tay cực kỳ đẹp như vậy luôn. Vai tròn ra có chung bao nhốn xè. Cái dáng âu ra rất là tay. Ở bên dưới là nó đưa cá. Ở bên dưới là nó đưa cá đưa ơ như vậy cho em. Con này eo 80-84 hả? Cho rồi nhưng mà cái gì mà đầm mã 2. À hồi nãy chị lấy cái đầm đó mã 2 đúng không? Áo mã 6 với mã 12. Áo chị lấy con số 15 mà không biết nữa. Giờ nói chung em bê áo đi mất tiêu rồi. Tí xíu nữa em lên áo lại nha. Tí xíu nữa chị chốt giùm em, chị Trần Thanh Tuyết. Rồi. Eo 80-84.
Con đang cầm là L80-84 cho em số 1 150.000 nha. Em quay lại nha. Em quay lại đầm Vin Nhật cho mấy chị nha. Để các chị mặc cho sang nha. Đầm Vin Nhật mỗi võ một con thôi. Kêu chị có mã cái áo của mã 12 thôi. Số 6 dẹp đi mất rồi. Rồi em số 12 đây. Hỏi chị coi như thế nào. Đây. Hình con hạt. Đây là số 12 á chị. Phải con này không? Còn số 6 là em dẹp mất tiêu rồi nha. Em còn con này thôi nha. Còn con này thôi. Rồi con này số 1 là 150.000. Mã 1 cho em. Số 1 150.000 Vin Nhật. Số 1. L80-84. Rồi em qua con khác, số 1 cho chị quá tắt sai luôn nha. Rồi con này hàng hiệu Uni nha, con này L70-72. Hàng hiệu Uni cho em. Uni nha mấy chị, rất là VIP nha. Cái màu rất là sang nè, có chung con nhúng nè, có túi luôn. Trời ơi con này, à phát hiện rồi mấy chị ơi, phát hiện con này là dâm. Mặc cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn. Phát hiện con này là dâm, dâm quần như vậy cho em, phát hiện trời ơi đẹp lắm. L65-72 luôn, có chung co giãn. Chị này L65-72 mặc được, con này số 2 cho em, 150.000 số 2. Mua cái gì chơi cho con bé. Ok ok. Rồi em nói nhiều con đẹp lắm. Nói chung là em tri ân Vinh Nhật cho mấy chị mà tri ân sập sàn xả láng mà nhiều con đẹp lắm. Mấy chị ơi yên tâm đi, đây nè bánh bèo bánh nê nữa đây nè. L72, L70-74 nè. Bánh bèo bánh nê như vậy nè. Màu hoa nhí hoa ơ như vậy cho em. Dập ly dập nhúng xuống như vậy bao VIP luôn mấy chị ơi. Dập ly dập nhúng cực kỳ đẹp luôn. Chị này L70-74 đổ về con này mã số 3 cho em 150.000 mã số 3. Mã số 3 cho em 150.000 mã 3. Mã 3 cho em. Rồi nhiều con siêu cưng lắm, nhiều con đẹp lắm. Qua con này dạng một con đầm đen công sở L70-74 luôn. À L72-74. Đầm đen công sở hạng VIP chất vơm mềm hai lớp nha. Con này số 4 cho em 150.000 mã 4 L74 đổ về số 4 cho em. Số 4. Rồi con này L78-80. Con này L78-80 cho em. Trời ơi cái này giống hoa mai quá mấy chị ơi. Cái này giống như bông hoa mai ngày Tết quá mấy chị. Trời ơi chốt một con đầm hoa mai ngày Tết này về mặt đi mấy chị ơi, cho nó VIP nha mấy chị. Mặc cho nó sang, cho nó xịn, cho nó mịn cho em. Cái cổ rất là đẹp nè. Cái tay bồng ra rất là sang nè. Bông hoa mai hay gì đó, đẹp như vậy đó. Cái dáng suông xuống như vậy luôn. Con này L78-80 nha. L78-80, L80 độ về size L quá mấy chị. Trời ơi L80 mà cậu em nói con này mặc cực kỳ đẹp luôn. Cái dáng suông đẹp lắm, chị nào thích mặc đai thì về đai vô cho em. Rồi con này số 5 nhớ chị, mã 5. L78-80 số 5 cho em 150.000 số 5. Số 5 150.000 miễn ship về kiểm tra thoải mái số 5 cho em. L78-80 nè. Rồi em có con này L74-76 nha mấy chị. Con này L74-76, L76 đổ về cho em. L74-76, L76 đổ về rất là đẹp luôn. Trời nãy em thấy con này quen quá, hình như có một con mà không biết màu gì nè. Con này quen lắm luôn mấy chị, con này đẹp lắm luôn. Cái con này phải nói là mặt rất là đẹp luôn. Hay là nãy có con chị nào chốt rồi đó. Nói chung là đẹp lắm. Cái vai, cái vai như vậy chất vôn mềm. Vôn mềm hai lớp hết nha, màu chấm bi nha. Có chung nhúng xòe ra như vậy cho em, cực kỳ sang luôn. Chị nào L70-76 thì mặc được luôn á. Có chung qua giảng mà xe SM mặc được á. Trời ơi dài nè, dạ. Dài sang VIP như vậy nè mấy chị mà mặc. Em nói mấy chị mặc đi mấy chị mặc đi đâu ta, mặc đi biển á, trời ơi phê lắm luôn. Cái con này mã số 6 nha, 150.000 xe SM L76 đổi về cho em. Rồi đây một con chấm bi cho mấy chị luôn, một con chấm bi VIP cho mấy chị luôn. L85-90 vai tròn mặt mát mẻ nha, vai này nó tròn ra như vậy mặc cho em rất là mát mẻ nha. Có chung coi giãn xuống như vậy luôn, rất là sang như vậy luôn, đẹp sang VIP như vậy luôn. L85-90 cho em. L85-90, L90 độ về con này mã số 7 cho em. Mã số 7 150.000 miễn ship số 7 cho em. Mã 7 cho em. Đây đầm suông, à, con này có chung co giãn đàng hoàng nha. Con này phải nói là có chung co giãn VIP nha mấy chị, VIP lắm nha. Con này L74-76, L76 độ về cho em. L74-76, L76 độ về. Có chung co giãn như vậy cho em, chất vôn mềm. Hai lớp lót luôn, VIP luôn. Chị nào L74-76, L76 lộ về con này mã số 8 cho em 150.000. Mã số 8 150.000 miễn ship số 8 cho em. Cực kỳ đẹp luôn mã số 8 nha mấy chị. Trời ơi xinh lắm, đầm 150.000 xinh lắm luôn mấy chị ơi. Con nào cũng VIP hết á, đây nè. Con này cực kỳ đẹp luôn này. Phải nói là cực kỳ đẹp, rất là đẹp, rất là sang cho em. L74-76, L76 lộ về con này chất tôn. Con này chất tôn nha mấy chị, mặc cực kỳ mát nha, chất tôn nha, L76 độ về nha.
cài cúc từ trên xuống dưới nha mấy chị. Trời ơi cái dáng xinh chưa, có túi cho em luôn, bao đẹp luôn, chất tôn, trời ơi ghiền lắm. Nói chung là rất là nghiền luôn, chất tôn là mặt chỉ có nghiện thôi mấy chị, có túi luôn cho em. Chị này eo 76 đổ về nè, con này lên em số 9 nha. Mã 9 cho em nha mấy chị, 150.000 số 9 cho em. Chất tôn bao đẹp. Chất tôn cho em bao đẹp, bao sang luôn, bao xịn, bao mịn cho mấy chị luôn. Phải nói là bao xịn, bao mịn luôn, cực kỳ VIP cho mấy chị luôn. Rồi em qua con khác. Em có con này cưng quá à. Con này đẹp VIP lắm luôn á, eo 76 độ về mấy chị, trời ơi sang lắm luôn ấy. Bao sang bao VIP cho mấy chị con này luôn. Con này đẹp nha, con này còn mới nguyên tem. Con này còn mới nguyên tem nha mấy chị, còn mới nguyên tem nha. Đây nha mấy chị, bên em đi giặt ủi á, mất còn mỗi con dây này cái nền mất tiêu rồi. Đẹp VIP như vậy luôn, cúc xịn luôn. Cổ đẹp nè, vai đẹp nè, phần bên dưới hoa chân hoa ô đẹp như vậy nè. Nghiền luôn. Rất là sang như vậy luôn. Eo 74, 76, eo 76 đổ về. Con này mã số 10. Mã số 10 cho em. Trời ơi nó sang. 150.000 số 10. Số 10 cho em 150.000 miễn ship nha. Về kiểm tra hàng thoải mái nha mấy chị. Rồi con này eo 78, 80 nha. Con này chất ở trên này là thung lạnh nha mấy chị. Ở trên này là chất thung lạnh cho em. Thung lạnh cho em, mát lạnh mát gửi luôn. Thung lạnh nha mấy chị. Ở bên dưới là họa tiết dưới chân nè mấy chị thấy không? Rất là sang luôn, cực kỳ đỉnh như vậy luôn. Rồi chị nào eo 78, 80, eo 80 đổ về, con này mã 11 cho em 150.000. Số 11 cho em 150.000 mã 11. 11 rồi, con này eo 80, 84. Eo 80, 84 cho em, con này vai tròn ra như vậy nha. Vai nó tròn ra. Vai nó tròn ra như vậy cho em. Có chung co giãn luôn. Có dây cúc eo vuông vô luôn. Xòe cái dáng ra như vậy, cực kỳ tay, chất này cực kỳ phê luôn. Chị nào eo 80, 84 lên số 12. Mã số 12 nha mấy chị, 150.000 miễn ship tận nhà tận giường cho mấy chị. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 12. Mã số 12 cho em 150.000 số 12. 12. Rồi con này eo 80, 84 cho em luôn, con này phom suông nha. Con này phom nó suông xuống như vậy cho em nha. Suông xuống như vậy. Đó cái dáng phom suông như vậy cho em, cực kỳ đẹp luôn, suông rất là VIP luôn. Suông mà em nói cực kỳ sang cho mấy chị. Chị nội eo 80, 84. Con này mã số 13. Mã số 13 cho em 150.000 miễn ship số 13, eo 80, 84 rất là đẹp cho em. Cực kỳ siêu đẹp, siêu dễ thương luôn. Rồi con này đẹp quá, con này eo 72, 74. Eo 72, 74, eo 74 đổ về. Con này hàng hiệu nha, tem hàng hiệu nha mấy chị. Tem hàng hiệu như vậy cho em, tem đỏ luôn nè. Tem hàng hiệu tem đỏ như vậy cực kỳ đẹp cho em nè. Trời ơi xinh lắm, rất là xinh luôn. Sang như vậy luôn. Cái dáng này, trời ơi nó đẹp lắm luôn. Con này mấy chị dáng bếch lâm luôn á mấy chị. Kiểu bếch lâm như vậy nè. Ăn cả thế giới không bao giờ thấy bụng luôn. Bếch lâm mặt cực kỳ đẹp luôn. Đó xinh lắm. Chị này 72, 74 đổ về, con này mã số 14 cho em nha. 150.000 số 14 cho em. Mấy chị xem like mấy chị tương tác giúp em với chấm chấm bài cho em với, hay là mấy chị đi đâu hết rồi ta? Mấy chị chấm chấm bài tương tác với em, giúp em một lượt chia sẻ nha mấy chị. Giúp em một lượt chia sẻ cho mọi người vào đông đông ủng hộ em với. Trời ơi hôm nay buồn quá, hôm nay Tết ngày đầu của năm mới mà buồn quá. Mấy chị đi đâu hết trơn rồi. Rồi con này bông hoa nhí hoa ơ, con này eo 78, 80, eo 78, 80 bông hoa nhí cho em nha. Bông hoa nhí như vậy cho em, hoa nhí hoa ơ rất là đẹp. Tay bo nhúng bo chung. Cái tay bên này cũng vậy, bo nhúng bo chung như vậy cho em, bao VIP luôn. Trời ơi có chung có giãn. Xòe ra này. Cực kỳ đẹp luôn. Tầm mẹ tầm 150 chưa ổn không? Lôi đồng hàng rồi đưa đi. Lôi ra. Lôi. Đó, vậy đó, nguyên vậy đó anh. Anh bê cục mẫu thôi, không cần lôi nguyên cây đâu. Rồi, nguyên một cái dãy đó luôn á, anh bê cho em cục mẫu thôi. Rồi eo 78, 80, eo 80 đổ về nha. Con này mã số 15 cho em. Mã số 15, 150.000 miễn ship nha, lên mã 15 cho em là có đơn. 15, eo 78, 80, số 15. Ừ, vô đây. Ừ, chứ giờ biết làm sao giờ, anh lên đi. Anh bỏ vô đó cho em đi. Em bê cái này qua đây, cái này không để chịu nhai. Số 15 đây chị Phạm Cẩm Phương Đoàn. Mã 15 cho chị Cẩm Phương Đoàn nè. Bây giờ không biết có chị nào ở đây mình thích cái dòng viên hàng dập ly không ta? Em lên một ít dòng vinh hàng nhập ly cho mấy chị nha.
lên một ít dòng Vin hàng dập ly cho mấy chị tí xíu nữa, em lại đậm nhập tiếp nha. Đậm nhập em còn mấy cây xào đây luôn nè. Tí xíu nữa em lại, mấy chị này nó mất tương tác quá, giờ em lại đậm hàng dập ly cái đầm này mới về luôn. Em lâu lâu em thay đổi không khí với mấy chị, like Vin hàng cho mấy chị cho nó đẹp. Trời ơi, cái này mới về luôn nha. Vin hàng là 700-800 ngàn một con á. Vin hàng giá không, nói chung là bây giờ cận Tết Vin hàng này mắc lắm, 700-800 ngàn một con, 700 mấy 800 một con. Hôm nay em bán cho mấy chị đồng giá là 250 ngàn cho em được miễn ship và được kiểm tra hàng luôn, đẹp như vậy luôn, sang chưa? Chất này vôm mềm siêu gũ gửi luôn, trời ơi em nói cầm muốn xỉu. Dập ly mà đường ly nó nét nè, nó gũ xuống như vậy nè, phải nói nó gũ xuống như vậy luôn, mềm mại luôn, chất vôm nha mấy chị, có lót bên trong cho em. Có lót bên trong, có lót bên trong như vậy cho em luôn, lót luôn. Có tem hàng hiệu luôn và đặc biệt là mới 100% chưa có ai sử dụng hết. Vin hàng cận Tết bây giờ đắt tiền lắm, 700 mấy 800 ngàn một con á. Hôm nay bán cho mấy chị 250 ngàn luôn, con này số 1 cho em. Số 1 nha, eo từ 65-94 nha. Eo từ 65-92-94. Nói chung là eo từ 65-94 mặc được. Con này số 1 cho em. Mã số 1 cho em 250 ngàn miễn ship nha. Về mấy chị kiểm tra hàng thoải mái cho em. Dập ly dập ơ xuống như vậy, rất là đẹp, rất là sang như vậy luôn. Chất vôn thì gũ xuống như vậy luôn nha. Đẹp quá, lên số 1 cho em. Mã số 1 250 ngàn, 700-800 ngàn một con, bán cho mấy chị 250 ngàn luôn. Eo từ 65-92-94 cho em. Eo từ 65-92-94 nha. Số 1 cho em 250 ngàn nè. Đẹp lắm, hoa chân đẹp lắm. Đây nè, có cả hoa chân hoa ơ luôn nè. Đây mấy chị, có cả hoa chân hoa ơ nè. Ở hôm trước có mấy chị mà xem live Vin nhập ly á, cứ hỏi hoa chân nè. Hôm nay là em nói có nhiều hoa chân lắm nha. À, có nhiều hoa chân lắm luôn, cực kỳ nhiều luôn, cực kỳ đẹp luôn. À, mấy chị xem live thì tương tác với em, chấm bài cho em với hoặc là giúp em một lượt chia sẻ luôn nha, cho mọi người vào đông đông ủng hộ em nha. Rồi con này cổ sơ mi, con này cổ sơ mi tay ngắn như vậy, chất vôm mềm mại rồi siêu đẹp luôn. Có chung co giãn nha, khi mấy chị mặc vô cái đầu có cụm chung này nó co giãn ra thứ đó như vậy cho em. Dập ly dập ơ rất là đẹp như vậy luôn. Bên dưới là một cái dàn hoa chân siêu phẩm cực kỳ VIP luôn. Có lót bên trong xịn sò luôn. Em nói nó mới 100% chưa có ai sử dụng hết nha. Mới lắm chưa có ai sử dụng đâu. Đẹp lắm. Eo từ 65-92-94 luôn nha. Đẹp như vậy. Eo từ 65-92-94. Con này mã số 2. Con này mã số 2 cho em 250 ngàn. Số 2 250 ngàn. Được miễn ship tận nhà và được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Số 2. Lại hết pin rồi. Cái bữa nay ngày gì anh Thương ơi. Thiệt mà không phải đâu, nó bị cái gì á, lại hết pin ngoài luôn á. Có nữa hả? Cục kia sạc được miếng nào chưa? Mới nữa hả? Ngày gì á, mới sáng giờ chưa được cái gì hết trơn á, hết 2-3 cục pin luôn, chưa được gì hết là hết 2-3 cục pin luôn rồi. Thấy mấy chị 40 mấy người xem luôn mà không thấy chị nào chấm bài luôn, mà không biết là cái lượt xem này nó ảo hay là nó thật nữa, mà từng mất tương tác quá không biết này sao luôn. Rồi con này cổ cục nơ nha, con này cổ cục nơ cục ơ như vậy nha. Đây cái tay rất là sang như vậy cho em nha. Vin nhập ly này mới về nha mấy chị, hôm nay Vin nhập ly đắt tiền lắm, 700 mấy 800 ngàn một con, trên cho mấy chị có 250 ngàn để chị mặc Tết cho nó đẹp nha, mặc Tết cho nó sang nha, hoặc là mấy chị mua về tặng làm quà Tết cũng được, hoặc là chị nào muốn mua về bán, mình mua về bán cũng được luôn nha mấy chị. Rồi eo từ 65-90-92-94, eo từ 65-94 đổ về mặc được cho em. Dập ly dập ơ rất là sang, dập ly dập ơ xuống này, đường ly cực kỳ nét, rất là sang luôn. Con này mã số 4 cho em, mã 4 cho em 250 ngàn miễn ship số 4. Dập ly dập ơ VIP như vậy luôn, mã số 4 250 ngàn, e từ 65-94 luôn, số 4 250 ngàn nha, mã 4 cho em nha. Cái này quay lại bên Nhật tiếp. Đẹp quá à, đẹp quá mấy chị ơi, hả? Nha từ thôi. Rồi con này cổ tròn, con này cổ tròn cho em, cổ tròn nè mấy chị, tay dài siêu bồng xuống như vậy, chất vôn rất là mềm luôn. Đây họa tiết cực kỳ đẹp, họa tiết rất là sang cho em, cực kỳ sang luôn nha mấy chị. Dập ly dập ơ xuống như vậy luôn nha. Eo từ 65-92-94, E94 đổ về, con này mã số 5. Em này mã số 5, con này E92 thôi, E92, E từ 65-92-92 đổ về thôi nha, số 5 nha. Dập ly dập ơ đẹp cho em như vậy nè, hỏa tiết nè, sang như vậy nè. Con này mã số 5 cho em. Mã 5 250 ngàn. Rồi con này cổ sơ mi tay dài.
nó không khác cái con tay ngắn gì hết, y chang không khác gì hết luôn. Đó, con này số 6 cho em, 250.000 số 6 luôn, eo từ 65-94 nha, con này eo 94. Số 6 cho em 250.000 mã 6. Số 6 250.000 nha. Chào. Chào em đẹp, chào em. Và chị tên là Bảo Trinh hả? Chị Bảo Trinh. Nạ. Nạ quá. Sao em không có ấn tượng gì hết ta? Chị Bảo Trinh em không có ấn tượng gì hết ta. Rồi con này đẹp quá. Chị Bảo Trinh, chị có mua hàng bên nhà em lần nào chưa? Chị có mua? Ở đây số 1 đây. Số 1 cho chị Huyền Mai. Huyền Mai 250.000 cho chị đây, cho tôi để vô cho chị coi đây. Hoa vàng viên tím như đây là đẹp như vậy nè, số 1 cho chị 250.000 nha. À, chào em đẹp, à, Bảo Trinh. À, chị có mua hàng nhà em lần nào chưa? À, sao em không có ấn tượng gì hết ta? Rồi con này đẹp lắm, con này mã số 7. Rồi cái này bông hoa bông mơ. Bông hoa bông mơ như vậy cho em. Con này cổ tròn, tay ngắn như vậy cho em, chất form mềm nha mấy chị. À, dập ly dập eo xuống như vậy nha. Con này eo từ 65-90-92. Eo từ 65-90-92, con này mã số 7 cho em. 250.000, cái này là vinh hàng dập ly nha mấy chị. Mới tinh 100%, chưa có qua sử dụng đâu nha mấy chị. Rất là đẹp luôn, vinh hàng dập ly cực kỳ sang như vậy luôn. Đó, eo từ 65-92, con này eo 92 đổ về thôi. Dập ly dập ơ đẹp như vậy cho em. Trời ơi xinh lắm luôn. 250.000 cho em số 7. Nói chung là đẹp lắm, số 7 nha. À... chị yêu chị Minh Thiên Trần, người yêu nằm vùng đó chị ơi. Rồi con này đẹp quá, con này cái tay siêu dễ thương luôn. chị Minh Thiên Trần cứ gẹo em không. Rồi con này số 8 nha, con này cổ sơ mi tay ngắn nha, con này từ 65-94 cho em. À, dập ly dập ơ như vậy nha, 250.000 nha. Vin này là vin hàng á, mới lắm, em mới về luôn mấy chị ơi, mới về luôn nha. Cái này đắt tiền lắm nha, hôm nay vin hàng đắt tiền lắm, 700 mấy 800 ngàn một cái luôn. Hôm nay em bán cho chị mặt Tết, để các chị mua về mặt Tết có 250.000 miễn ship thôi, đẹp như vậy. Con này số 8 cho em, eo từ 65-94 số 8 cho em, 250.000 mã 8. Mã 8. Cái gì vậy? Ông chị, cái chị này chị bị gì á? Cho xem cái 6. Rồi số 6 đây. Số 6 đây cho em. Con này cổ sơ mi nha mấy chị, cổ sơ mi tay dài như vậy nha. Cổ sơ mi tay dài như vậy cho em, chất form mềm. À, dập ly dập ơ xuống như vậy đây, số 6 là con này nha. Chị nào hỏi chị Duy Nguyễn cho xem cái số 6 đây, số 6 đây chị ơi. Eo từ 65 tới 94. Cổ sơ mi là 94 nha mấy chị. Eo từ 65-94 nha, con này 250.000 số 6 cho em. Đó, đẹp như vậy á, sang lắm. Nói chung là đắt tiền lắm, vinh hàng hôm nay đắt tiền á. Nhưng mà em bán cho mấy chị có 250.000 để có chị mặc Tết nha. Ờ, mấy chị mua về mặc Tết cũng được, hoặc là mấy chị mua về mặc Tết cũng được nha. Chị BD, em hai đứa con rồi đó nha mấy chị, em nói thiệt, em hai đứa con rồi đó. Rồi con này đẹp lắm luôn, con này cổ sơ mi tay dài xuống như vậy cho em, cái tay rất là đẹp, rất là sang như vậy. À, chị Phạm Hạnh chắc bà đã... Dạ đúng rồi đó mấy chị ơi, mà em nói thiệt nha, em hai đứa con rồi nha mấy chị ơi. Rồi cái này dập ly dập ơ xuống như vậy cho em. À, chiếc lá nha, cái này là họa tiết chiếc lá cho em, chiếc lá cho em đó, chiếc lá như vậy cho em đây, chiếc lá dưới chân xinh quá. À, dập ly dập ơ xuống như vậy cho em, trời ơi nó sang. Eo từ 65 tới 94 cho em nha, 250.000 con này số 9. Con này mã số 9 nha mấy chị, 250.000 số 9 cho em. Hôm nay bị gì á? Hôm nay em biết chân trái rồi, khỏi cửa anh Sơn rồi. Con này số 10. À, con này à, eo mấy mươi năm trời tự nhiên có kẻ bệnh hoạn kia. Dạ rồi. Hôm nay em đi ra khỏi cửa em quên em bước chân trái. Cái này cổ tròn cho em, cái này cổ tròn tay dài, bông hoa bông ơ đẹp như vậy cho em. Dập ly dập ơ rất là sang như vậy nha, con này eo từ 65-92 nha mấy chị. Ở cổ tròn eo 92 màu hoa vàng, con này mặc Tết đẹp nha. Con này hoa vàng mặc Tết cho em rất là đẹp luôn.
Em gái mã số 7 có size 57kg không em? Chị Phạm Hạnh số 7 hả? Số 7, chị 52kg là chị mặc đẹp á chị. Cái này tới tầm 70kg đổ về nha. Cái này nó có một size à, nó có chung co giãn á. Đây nè, chung nó co giãn ra như vậy nè. Khi mấy chị mặc vô á, cái dòng eo của mình tới đâu á, cộng chung này nó co giãn ngay cái đó cho em. Co giãn ra thì chị 52kg thì 57kg ha, 57kg thì mặc đẹp nha. Cái này của em tới 70kg đổ về, 70kg đổ về luôn. Con này số 7 cho em nè. Số 7. Rồi hoa vàng nha, con này hoa vàng này cũng 70kg luôn. Dạ 57kg là mặc đẹp nha. Rồi cái này 45kg tới 70kg là mặc đẹp á. Eo từ 65 tới 92 cho em. Con này số 10. Con này mã số 10, 250.000 số 10 cho em. Số 10, số 10. Con này đẹp quá, con này cổ sơ mi cho em nha. Con này cổ sơ mi nha, tay dài xuống như vậy nha. Mấy chị chất vòm mềm nha, bông hoa bông ơ đẹp như vậy nè. Đó. Eo từ 65 đến 94 cho em, 45kg tới 70kg nha mấy chị, có chung co giãn. Tại cái chỗ này á, là nó chung co giãn nha mấy chị, chung co giãn ra như vậy nè. Khi mấy chị mặc vô á, cộng chung này nó co giãn ra tới đâu, vòng eo của mình tới đâu, cộng chung này nó co giãn ra tới đó. Nên là mấy chị cứ 45kg tới 70kg là mặc được hết nha, không có sao hết nha. Rồi coi đây số 11, mã 11 cho em 250.000 miễn ship nè. Bông hoa bông ơ nè, eo từ 65 đến 94 luôn. Bông hoa bông ơ số 11 cho em. Wow, một con hoa chân. Một con hoa chân cho mấy chị. Một con hoa chân cho mấy chị luôn. Bông hoa ơ, bông hoa chân dưới này cho em. Đó, hoa chân dưới này cho em rất là đẹp luôn. Hoa chân, hoa ơ, dập ly. Dập ly, dập ơ xuống như vậy cho em nha. Con này cổ sơ mi nha mấy chị. Cổ sơ mi cánh tay dài xuống như vậy cho em. Hoa tay cực kỳ đẹp luôn. Đây, hoa tay cực kỳ đẹp như vậy. Hoa chân cực kỳ đẹp. Con này em nói tiền triệu nha. Con này là một con siêu phẩm tiền triệu. Em bán cho mấy chị 250.000 để chị mặc Tết luôn. Con này số 12. Eo từ 65 tới 94 cho em, 45kg tới 70kg. Con này mã 12 cho em, 250.000 số 12. Lâu lâu em thay đổi không khí, em like một ít đồng Vin Nhật ly cho mấy chị. Xong rồi em quay về Vin Nhật nha mấy chị. Chút xíu nữa em quay về Vin Nhật 150.000 nha. Bây giờ lâu lâu em thay đổi không khí, like Vin Nhật ly cho mấy chị cho nó sang á mà. Cho mấy chị nào thích Vin Nhật ly thì chốt nha. Chị nào thích Vin Nhật ly thì mình chốt nha mấy chị. Đây, tay hoa tay như vậy cho em. Hoa tay đẹp như vậy cho em. Cổ sơ mi tay dài chất vòm mềm cho em. Dập ly dập ơ rất là sang như vậy luôn. Eo từ 65 tới 94 cho em con này. Con này mã số 13 cho em. 250.000 số 13 nha. 45kg tới 70kg đổ về. Trời ơi chất vòm đẹp lắm mấy chị ơi. Chất vòm mà em phải nói nó gũ gửi luôn. Nó có lót luôn mà 70kg đổ về luôn. Trời ơi đẹp lắm, mới lắm, sang lắm luôn nha. Màu hoa đỏ nha, con này mặc tết đẹp nè. Con này mấy chị mặc tết đẹp nè, chuộng lắm. Màu đỏ với màu vàng là em nói rất là chuộng luôn. Màu đỏ với màu vàng là mấy chị mặc tết. Màu đỏ cho nó đỏ, màu vàng thì mình mặc tết cho nó tượng trưng giống như là màu hoa mai mấy chị đó. Con này số 13 nha. Đây có một con màu vàng nữa nè, hoa chân luôn. Trời ơi hôm nay toàn là hoa chân đẹp không mấy chị ơi. Toàn là hoa chân, con nào cũng đẹp. Nhìn mà em nói nghiện luôn mấy chị ơi. Nhìn hoa chân mà chị nói nó nghiện luôn mấy chị. Đây nè, cành hoa lá gì đây nè, vip như vậy nè mấy chị. Đây đằng sau cũng như vậy nha, cực kỳ đẹp như vậy cho em luôn nha. Cổ tròn, cổ tròn như vậy cho em, cánh tay dài siêu bồng xuống như vậy, chất von rất là mềm mại cho em. Eo từ 65 tới 92, eo từ 65 tới 92 nha, con này 92 độ về nha. Con này mã số 14 cho em, mã số 14 nha mấy chị, 250.000 số 14 cho em, 14 cho em. Rồi đây đẹp lắm luôn, con này cổ sơ mi, con này cổ sơ mi cho em. Tay dài xuống như vậy cho em, chất von rất là mềm luôn. Đó, màu hoa đẹp không? Dập ly, dập ơ nè, đường ly rất là nét, rất là sang nha. Khi cái này viên dập ly á, khi mấy chị mặc lên á, nó chuẩn dáng lắm, mặc lên rất là chuẩn dáng, chuẩn form. Eo từ 65 tới 94 cho em con này mã 15 cho em. Số 15 nha, 250.000, mã số 15 cho em, 15. 15 nè. Wow, con này xinh quá à, con này cổ tròn đẹp quá mấy chị ơi. Con này cổ tròn màu xanh sang lắm luôn. Con này cổ tròn, cổ tròn tay ngắn như vậy cho em, tay dài như vậy cho em, chất vòm mềm. Eo từ 65 tới 92, dập ly dập ơ đẹp như vậy luôn. Con này mã số 16 nha mấy chị, mã 16 cho em, 250.000 số 16. 16 cho em, 16. Con này cổ tròn cho em nha. Con này cổ tròn như vậy, tay dài nha, chất vòm gũ nha. Chất vòm này phải nói là rất là gũ gửi xuống luôn, dập ly đẹp luôn. Eo từ 65 đến 92, con này số 17 cho em. Trời ơi, đẹp quá, mấy chị ơi, số 17. 17 cho em, rất là đẹp, rất là sang, 250.000 số 17. 17 cho em.
Rồi con này là một con hoa. Anh Sơn anh vừa phải thôi nha. Rồi con này là một con bông hoa. Bông hoa bông mơ nhưng mà cho em. Bông hoa bông mơ họa tiết thổ cẩm cho em. Con này cổ sơ mi tay dài xuống như vậy, chất form rất là mềm đẹp như vậy. Eo từ 65 tới 94, 45 kg tới 70 kg, con này số 18 cho em, mã 18, 250.000 số 18. 18 18 rồi con này cổ tròn nha. Cổ tròn dập ly dập ơ rất là đẹp nha, cổ tròn cho em. Cổ tròn như vậy, tay như vậy rất là đẹp cho em. Dập ly sang như vậy luôn, eo từ 65 tới 92. Con này mã 19 cho em. Số 19 nha chị, 250.000 số 19 đẹp quá. Trời ơi nó đẹp. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Sơn vừa phải đó nha. Em anh cho anh đi trả chỗ này giùm em đi. Ừ, vậy hết cái này đi. Rồi cái này em quay về số 1 luôn. Cái này em quay về mã 1 nha. Quay về số 1 nha, họa tiết rất là đẹp nha. Cổ sơ mi tay dài cho em, chất vòm mềm nha. Dập ly dập ơ sen như vậy nha. Cái này em quay về số 1. Eo từ 65 tới 94 số 1, 250.000. Trời ơi, Vinh Hà hôm nay đắt tiền lắm nha mấy chị. 700 mấy 800 ngàn một con mấy. Trời ơi, em bán cho mấy chị có 250 ngàn để mấy chị nào mua về mặt Tết nè. Đó, mặt Tết cho nó đẹp, cho nó sang nha. Con này số 1 cho em. Con khăn á. Con này cổ tròn cho em. Con này cổ tròn, tay dài xuống như vậy cho em. Bông hoa nhí hoa ơ như vậy cho em. Dập ly dập ơ rất là sang luôn. Con này mã số 2, eo từ 65 đến 92, mã số 2 cho em. Số 2, số 2. Số 2, số 2, 250 ngàn. Wow, một con hoa chân. Rồi hôm trước quá trời mấy chị hỏi hoa chân quá trời luôn. Hôm trước hoa chân nhiều lắm. Mấy chị không có hoa chân mấy chị hỏi, hôm nay em về hoa chân quá trời nè mấy chị. Đó, về hoa chân nha mấy chị nè, mấy chị đâu hết rồi ta. Trời ơi, đẹp lắm luôn nha. Con này cổ sơ mi nha. Con này cổ sơ mi tay dài xuống như vậy nha. Chất vo mềm, siêu siêu mềm luôn. Dập ly dập ơ, hoa chân bao đẹp như vậy cho em. Con này mã số 3. Eo từ 65 tới 94 số 3 nha mấy chị, 250 ngàn số 3. Số 3, số 3. Wow, một con màu xanh này VIP lắm. Con màu xanh này phải nói là VIP ơi là VIP luôn mấy chị ơi. À, phải nói là VIP luôn. Sao chị thấy tí vậy em? Không biết. Nhìn nó nhỏ hả chị? Không có nhỏ đâu, nó có chung co giãn mà. Tí là nhỏ, thì không biết nó có chung co giãn mà mấy chị yên tâm đi. Bao vừa luôn, 57kg là mặt cực kỳ đẹp luôn. Cổ sơ mi cho em. Cánh tay dài chất von siêu đẹp như vậy, chất von mềm nha. Dập ly dập ơ xuống như vậy nha. Eo từ 65 tới 94. Con này mã số 4 nha mấy chị. Mã số 4 cho em con này, 250.000 mỹ ship số 4. Số 4, số 4. Em like vài mẫu nữa. Em like vài mẫu nữa, chắc là em qua dòng Vinh Nhật nha. Rồi. Đây, từ đây đi. 1, 2, 3, 4, 5 là con này. 5 cổ tròn, 6 cổ sơ mi. Đây, số 5 đây. Trần gì đây? Trần Thanh Tuyết số 5 này. Khách mới đúng không? Xin địa chỉ đi. Rồi, số 5 đây chị Trần Thanh Tuyết ơi. 250 ngàn cho chị Vinh Nhật Ly nha. Chất von mềm siêu đẹp nha. Số 5 cho chị đây nha. Số 5 là chị Trần Thanh Tuyết. Chạy ra lấy con cổ tròn đi. Cái cây nãy lấy ra con tròn này đi. Rồi, số 5 rồi em qua con khác. Rồi, con cổ tròn màu xanh á. Cổ sơ mi cho em, bông hoa bông mơ đẹp. Tay dài, chất vông mềm. Dập ly dập ơ xuống như vậy luôn. Con này mã số 5. À, con này bây giờ mã 5 nữa nè. Con số 5 này á, là con số 5 lúc nãy nha mấy chị. Còn con số 5 này là con số 5 bây giờ em like nè. Con này số 5 cho em. Eo từ 65 tới 94 nha, 250.000, 45kg tới 70kg số 5, 250.000 mã 5 luôn. Rồi con này cổ tròn cho em. Con này cổ tròn tay dài nha mấy chị, cổ tròn tay dài nha. Cổ tròn như vậy cho em, cánh tay dài siêu xuống như vậy, chất von cực kỳ đẹp như vậy. Trời ơi, dập ly dập ơ, dập mặt lên nó chuẩn dáng, chuẩn form lắm luôn. Con này số 6. Eo từ 65 tới 92, số 6, 250.000. Mã 6 cho em này, cái này em còn một cái nè, chị nào lấy lên số 7 nè. Còn một cái à, còn một cái duy nhất luôn. Cổ sơ mi, cánh tay dài xuống như vậy, chất vơm mềm siêu bồng ra. Dập ly dập ơ sang như vậy luôn. Con này số 7. Eo từ 65 tới 94 nha, 250.000 số 7 cho em. Số 7, số 7, 250.000 mã số 7 cho em, rất là đẹp luôn. Mã 7, mã 7. Rồi con này hoa chân hoa ô như vậy nha, VIP lắm luôn nha. Chiếc lá chân hoa chân như vậy VIP lắm nè. Con này cổ sơ mi nè mấy chị, cổ sơ mi tay ngắn chất vơm mềm nè. Dập ly sang như vậy nè, con này mã 8 cho em.
eo từ 65 tới 95 nha, 94 95 nha mấy chị. 70 kg đổ về, con này mã số 8, 250.000. Trời ơi, toàn là đắt tiền không á mấy chị, toàn là em nói Vin đắt tiền sang như vậy á. Mà em bán có 250.000 cho mấy chị, để mấy chị mặc cho nó VIP nè nè. 700-800.000 một con. Hôm nay cực kỳ mắc luôn. 700 rồi, ok chị Trần Thanh Tiết lấy cổ tròn cho chị, có lấy cổ tròn tay dài nha. Rồi con này số 8 cho em, mã 8 250.000 số 8. Rồi, trả đi. Để xíu đi, để xíu quá chị nào nhoi không. Rồi, em live Vinh Nhật, lại live Vinh Nhật tiếp, em quay về dòng Vinh Nhật. Lâu lâu thay đổi không khí á mấy chị. Nói chung là em chơi, lâu lâu em thay đổi không khí cho mấy chị á. Bây giờ em live dòng Vinh Nhật nha. Không biết là còn chị nào đang xem live không ta, em lại quay lại Vinh Nhật rồi nè. Con này đang cầm là chất lụa đó. Con đang cầm là chất lụa nha. Eo con này là eo 74-76 size M đó. Bây giờ em quay lại dòng Vinh Nhật bán theo chị chốt mã 8 sơ mi. Đây, chị Phạm Hạnh, con này đúng không chị ơi? Số 8 đó chị Phạm Hạnh. Số 8 cổ sơ mi cho chị nha. Chị Phạm Hạnh và tin nhắn Missing Girl cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ không để trên like nha chị Phạm Hạnh. Cái này cái mẫu, ra ngoài đây, ừ. Rồi số 8 đây cho chị nha, rồi bây giờ em qua dòng Vinh Nhật 150.000 nha. Cái này là Vinh Nhật nha, đã được giặt ủi sạch sẽ rồi, được miễn ship tận nhà. Giặt sạch sẽ, ủi thẳng thiêu, miễn ship tận nhà luôn, có 150.000 thôi. 150.000 Vinh Nhật, mỗi mẫu có một cái thôi nha mấy chị. Mỗi mẫu một cái duy nhất, không có cái thứ hai. Rồi ok chị Phạm Hạnh nha. Ok chị. Rồi em qua con này số 9. Con này số 9 nha, 150.000 nha. Cái này Vinh Nhật, em quay lại bán cho Vinh Nhật cho mấy chị nha. Quay lại bán Vinh Nhật nha. Còn cái nãy là em bán là Vinh Nhật Ly, Vinh Hàng. Còn cái này là Vinh Nhật, đã giặt sạch sẽ, ủi thẳng thiêu rồi. Mỗi mẫu có con độc quyền. Độc quyền duy nhất, không có con thứ hai. Chất lụa xịn nha. Lụa Nhật cứ là xịn như mày. Con này eo 74-76, 76 độ về, con này số 9 cho em 150.000. Mã 9 150.000, miễn ship cho em số 9 nè. Số 9 cho em nè. Trời ơi nhiều con đẹp quá, nghiện luôn á mấy chị. Em nói nghiện luôn á, nghiện luôn á mấy chị, eo 78-80. Con này eo 78-80 cho em. Trời ơi cái vai này mặc xinh lắm nè, có dây gút eo vô nha mấy chị. Cái này có dây gút eo vô luôn. Có chung co giãn ra như vậy luôn. Mặc chứ cái dáng nó xòe âu ra như vậy bao tay luôn. Chị này eo từ eo 78-80 nha, eo 80 độ về á, con này lên số 10 nha. Con này số 10 cho em 150.000 miễn ship nha mấy chị, về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 10. Số 10 cho em mã 10. Mã 10 cho em nè. Rồi trả cho anh Sơn đây. Trả rồi đó nha. Trời ơi con này bích lum dễ thương quá. Con này bích lum dễ thương quá, eo 70-72. Trời ơi mấy chị ơi, bếp lum xinh như vậy đây. Đây, bếp lum rất là đẹp như vậy đây. Bếp lum rất là đẹp như vậy đây. Trời ơi, dập ly dập cái hạ tiết á mấy chị. Có hạ tiết ô nè, ly ly nè, ô ly ly như vậy nè. Đó, đẹp lắm luôn. Mà cái này mặc sang lắm mà không có bao giờ lỗi thời đâu. Cái caro này mặc sang như vậy đó. Con này eo 70-72, con này mã 11 cho em. 150.000 miễn ship số 11. 11, 150.000 miễn ship cho em. Về mấy chị kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn. Trời ơi cưng lắm, siêu cưng luôn. Wow, một con siêu phẩm VIP quá. Trời ơi hơi bị đẹp luôn. Eo 85-90. Eo 85-90 cho em. Trời ơi cái cánh tay nè, phải nói là cực kỳ sang luôn. Cái phần này nè VIP như vậy nè. Con này mặc lên dáng á, khi mà mấy chị mặc lên xong rồi mấy chị lấy cái tay, mấy chị xòe cái phần này ra, mấy chị xòe cái phần mà em nói âu này ra như vậy cho em. Trời ơi nó sang lắm luôn, cực kỳ sang cho mấy chị luôn. Chị nào eo 85-90, eo 90 độ về nha. Con này mã số 12, 150.000 miễn ship, về kiểm tra hàng thoải mái số 12. Cái này là còn mới nguyên tem á mấy chị. Đó mấy chị thấy không. Nhưng mà do là bên em nhà em đi giặt đi ủi, Nó mất cộng cái tem rồi. Bây giờ nó còn mỗi cộng nịch nó đu như vậy á. Con này mã 12 nha mấy chị. Con này số 12 cho em. Eo 85-90 số 12 cho em. 150.000 mã 12, đẹp lắm, sang lắm luôn. Trời ơi em nói con này độc lão quá. Cầm em nói cầm lên mà nó nghiền luôn, nó đọc lại như vậy á. Wow con này xinh lắm nha. Con này một con tiểu thư nha. Eo 72-74. Một con tiểu thư cho em eo 72-74. Xinh chưa. Cái tay nè, cái tay nó phải nói là bồng ra như vậy, tiểu thư như vậy luôn á mấy chị. Khi mấy chị mặc vô là phần bên dưới nó xòe ra như vậy cho em. Trời ơi cực kỳ đẹp luôn. Cái dây này là cái dây cột eo nha mấy chị. Dây cột eo cho mấy chị ở đằng sau nha, xinh lắm nha. Rồi chị nào eo 72-74, eo 74 đổ về á, con này mã số 13 cho em. 150.000 số 13.
13 150.000 miễn ship nha mấy chị. Về mấy chị kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn số 13. Lên mã 13 cho em là có đơn. Rồi em qua con này. Con này cổ đổ đổ như vậy nè mấy chị. Cái dạng cổ này nó đổ xuống như vậy cho em nha, nó đổ xuống như vậy nha. Cái tay dài xuống như vậy cho em luôn. Cái tay dài xuống như vậy, bo nhúng bo chung bánh đều như vậy đây. Trời ơi đẹp quá. Em nói rất là đẹp, rất là sang luôn. Cực kỳ đẹp mà em nói nó sang chảnh. Sang chảnh mà phải nói là VIP như vậy. Sang chảnh mà VIP như vậy cho em. Chị nào eo 80-82 nha. Con này eo 80-82 nha, mặt đẹp nha. Chị nào eo 80-82 là mặt VIP luôn. Con này số 14 cho em. Con này số 14 nha mấy chị, mã 14 cho em nha. 14-14, 150.000 cho em số 14. 14-14 cho em. Rồi em qua con khác. Trời ơi, có con này đẹp lắm. Con này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Phải nói là đẹp lắm luôn á mấy chị. Phải nói là cực kỳ sang luôn. Eo 85-90 cho em. Con này chất tôn, chất lanh gì đây nè. Chất này bạc mau mát nè. Trời ơi, con này cái chất này mặt mát lắm. Con này không phải chất tôn đâu mấy chị ơi. Nhưng mà cái chất này em nói nó mát nha. Phải nói rất là mát, rất là thoải mái luôn. Trời ơi, cái dáng mặt vô nó dài xuống như vậy. Đó, mặt cái phần nhà vô này nó xòe ra như vậy cho em. Rất là dài, rất là đẹp, rất là rộng luôn. Đã vậy nó còn có hai cái túi nha. Đã vậy nó còn có hai cái túi hai bên. Rồi chị nào eo 85-90, eo 90 độ về. Con này số 15 cho em. 150.000 nhớ chị, mã 15 cho em. 150.000 số 15. Mã 15, 150.000 miễn ship. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em. Một con lụa tiểu thư eo 72-74. Cầm nặng tay lắm. Cái tay đó nè, phải nói là cực kỳ đẹp như vậy luôn nha mấy chị. Đây cái tay phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Cái tay cực kỳ đẹp, rất là sang như vậy luôn. Phần bên dưới nó rất là xinh như vậy. Phần bên dưới này đã theo. Theo toàn bộ là theo hết như vậy cho em. Chị nào eo 72-74, eo 74 đổ về. Con này mã số 16. Dạ đợi em xíu. Con này số 16 nha mấy chị. Eo 72-74 số 16 nha. 150.000 mã 16 cho em. 16-16 con này số 12 đây. Cho chị xem lại con 12 nhiều màu đấy chị ơi. Con này cái màu nó phối chứ không phải nó nhiều màu đâu. Nó phối màu hai bên đó. Hai bên vậy nè. Đó. Đẹp lắm. Nó phối màu hai bên đó nhưng mà nó sang chảnh lắm. Con này sang chảnh đắt tiền lắm luôn, hàng hiệu ấy. Đây hai bên nó phối màu như vậy nha. Xinh nha. Con này eo 85-90 á. Con này eo 90 đổ về nha. Con này số 12 nha chị Xuân Thị ơi. Số 12 nha. Đẹp lắm nha, 150.000 cho em. Mới lắm, chưa ai mặc đâu. Còn mới nguyên tem, còn cộng gâu ấy. Chưa ai cắt nó luôn á. Chưa ai mặc nó luôn á. Con này eo 72 nè. Con này eo ren nhưng mà eo 72 bao đẹp luôn, ren nha. Ren rất là mới như vậy nha, mới lắm luôn, ren mới như vậy không xù không đổ lông luôn, ren mới ơi là mới luôn. Con này đi tiệc là bao đẹp cho mấy chị. Đi tiệc cực kỳ VIP như vậy luôn. Đây. Lên dáng đi tiệc cho nó sang, cho nó VIP cho mấy chị, lên dáng cho nó VIP. Con này eo của nó là eo 70-72 nha. Eo 70-72, con này mã 17 cho em. Số 17 nha mấy chị, mã số 17 rất là đẹp, rất là sang như vậy. Đẹp quá, yêu quá đi. 150.000 cho em số 17, eo 70-72 đi tiệc phê. Đi tiệc rất là phê, rất là sang luôn. Cực kỳ đẹp cho em. Rồi em qua con khác. Em qua con khác nha. Con này eo 78-80. Con này eo 78-80 cho em. Trời ơi sát nách nè mấy chị. Sát nách giống em đang mặc, các kiểu giống em đang mặc như này nè. Sát nách nè. Sát nách như vậy mặt mát lắm nha. Mặt mát lắm. Con này cái vai nó như vậy, sát nách như vậy, có chung co giãn như vậy. Xòe cái phần này ra. Khi mà mấy chị mặc vô nó xòe cái phần âu này ra. Trước von rất là mềm hai lớp luôn. Eo 78-80 cho em. Con này mã số 18 cho em. 150.000 miễn ship cho mấy chị số 18 cho em. 150.000 mấy chị sở hữu luôn một con tuyệt đẹp như vậy nha. 18 cho em. 18 eo 78-80. Rồi con này là một con hoa vàng. Xinh quá. Con này eo 72-74. Eo 72-74. Cái cổ đẹp như vậy. Bông hoa nhí hoa ơ như vậy cho em. Trời ơi hoa nhí mà em nói cái màu nè, xinh lắm đúng không chị. Cái tay dài xuống như vậy, cánh tay bồng nha, xinh lắm. Con này eo 72-74 nha. Trời ơi nó dài mà phải mấy chị, mà phải nói đi tiệc là cực kỳ VIP luôn. Chị này eo 72-74 số 19 cho em. 150.000 số 19. 19 cho em. Rồi con này số 20. Con này đi tiệc màu trắng. Con này đi tiệc dạng dài như dạ hội đi tiệc, chất form mềm hai lớp. Eo 70-74 con này màu trắng như vậy số 20 cho em.
Mã số 20 nha mấy chị, 150.000 số 20 cho em, đi tiệc màu trắng xinh quá. Rất là xinh luôn. Rồi em quay về số 1 nha. Em quay về số 1 nha mấy chị, con này em 74-76 cho em. Con này mặt mát lắm, hàng hiệu Eta đó mấy chị. Hàng hiệu Eta nè mấy chị ơi. Eta tha em như vậy nè. Eo 74-76, eo 76 độ về nè, có chung co giãn nè, mặc cho xe Âu như vậy, xinh như vậy nè. Con này số 2, số 1 nha. Mã 1 cho em 150.000, miễn ship số 1 cho em. Số 1, số 1. Đẹp lắm. Và chị tên là Bảo Trinh. Ghê á. Mệt ghê, thì các anh chân chặn Facebook dùm em anh sao hơn. Vô hả? Kệ đi. Và đây, con này đẹp lắm luôn. Con này em 74-76, em 76 độ về nha mấy chị. Vậy hả? Rồi. Bông hoa, bông ơ như vậy cho em. Bông hoa, bông ơ như vậy cho em. Eo 74-76, eo 76 độ về, con này vai tròn. Con này vai tròn như vậy, có chung co giãn như vậy cho em, dập ly dập giống dập ơ như vậy cho em nha, có lót bên trong luôn, rất là xịn luôn. Chị này 74-76, em 76 độ về, con này mã số 2 cho em, mã số 2. Ừ anh đừng đọc nha. Rồi con này 74-76, em 76 độ về, con này mã số 2. Mã số 2 cho em, mã số 2 nha mấy chị. Mã số 2 cho em rất là đẹp luôn. 150.000 số 2 cho em, em 76 đổ về. 76 này là xe M mấy chị, xe M. Chị nào xe M mặt đẹp nha. Em 76 đổ về số 2 cho em. Trời ơi, hoa nhí mấy chị ơi. Con này em 72-74 mấy chị ơi. Em 72-74 bông hoa nhí. Bông hoa nhí hoa ơ như vậy cho em đây, bông hoa nhí hoa ơ như vậy cho em, chất von rất là mềm mại nha. Chất von phải nói là cực kỳ mềm mại siêu gũ luôn. Phần bên dưới là đuôi cá đuôi ơ như vậy cho em, hai lớp hết nha. Hai lớp hết nha, này bên trong nó có hai lớp các chị yên tâm. Đó, có lót luôn, đẹp như vậy. Chị nào eo 72-74, eo 74 độ về lên số 3 cho em. Mã số 3 nha mấy chị, lên mã số 3 cho em là có đơn nha, 150.000 miễn ship nha. 150.000 mấy chị được miễn ship về được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Nhiều con đẹp quá à. Con này eo 85-90 nè. Con này dáng suông, con này còn đai. Con này còn đai cho mấy chị nha. Đây, còn đai như vậy cho em nha. Đó, nịt đai vô. Chị nào về thích mặc nịt đai, nịt đai vô. Chị nào không thích thì mấy chị thả đai đó ra, làm phom suông cho em. Còn mấy chị mà muốn làm dáng viên đó thì mấy chị nịt đai vô như vậy cho em. Nịt đai vô cho em, mà cái đai này là mới nha mấy chị. Cái đai này là mới như vậy cho em. Cái đai này rất là mới luôn. Trời ơi, em nói là cái đai của nó luôn xịn sò như vậy đó. Cổ cột nơ cột ơ như vậy cho em, cài cúp từ trên xuống dưới cho em, eo từ sống, eo con này là eo 85-90, eo 90 độ về, con này mã số 4 cho em, 150.000 mã 4, số 4 cho em, số 4, số 4, 150.000. Cái gì ạ? Không lạ lắm, ghê vậy. Rồi con này eo 72-74, eo 72-74, eo 74 độ về cho em, cài cúc từ trên xuống dưới như vậy nha mấy chị. Đây cái chất này đẹp lắm luôn. Cái chất này co giãn mặc thoải mái nha. Cái chất này mặc co giãn thoải mái cho em. Mặc rất là co giãn, rất là thoải mái, rất là sang như vậy luôn. Chị nào eo 72-74, eo 74 độ về, con này mã số 5. Con này mã số 5. 12 là con này nè. 12 là con nhiều màu ở đây nè. Rồi ok chị Xuân Thùy nha. Rồi ok chị để chị con này nha. Con này bao đẹp cho chị luôn, mới luôn. Rồi con này số 5 nè, con này mã 5 cho em nha. Con này eo 72-74, eo 74 đổ về số 5 cho em, 150.000 miễn ship, mặt cực kỳ sang. Số 5, số 5. Một con phom suông, một con dáng phom suông, eo 78-80 cho em phom suông như vậy. Đó là suông suốt như vậy nha cho em. Chị nào thích mặc đợt này, chị nào thích làm phom suông thì làm cho em không vấn đề gì hết. Chất vợ, chất này em nói mà, mặc giống như chất lụa. Sang lắm luôn. Chị nào thích đợt này, đợt vô có lót cho em nha. Eo 78-80 size L, con này mã số 6. Mã số 6 cho em, 150.000 số 6 nha. Số 6, 150.000 mã 6 cho em. Wow, con này siêu cưng luôn. Con này siêu cưng, siêu dễ thương cho mấy chị luôn. Eo 70-74 luôn, trời ơi. Gan, mới không xù không đổ lông. Nó bánh bèo lắm, phần này là nó bo nhúng qua chung nè. Bo nhúng qua chung như vậy, rất là bánh bèo nha. Này bông hoa nhí hoa ơ như vậy cho em luôn, chất vân mềm hai lớp cho em, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Chị nào eo 70-74, eo 74 độ về, con này mã số 8, mã số 7 cho em. Mã số 7 cho em, 150.000 số 7. Số 7, số 7 cho em.
nhiều con đẹp quá. Nhiều con mà phải nói là rất là sang luôn mấy chị. Phải nói là cực kỳ sang cho mấy chị luôn á. Con này eo 74, 78 nè. Eo 74, 78, eo 78 độ về nè. Chất lụa nha, chất lụa xịn nha. Có chung coi giả, con này là một con đắt tiền nha. Đắt tiền lắm, phải nói là rất là đắt tiền luôn. Em bán cho mấy chị 150.000 luôn. Đây, cái tay chất lụa VIP như vậy. Chất lụa cực kỳ sang như vậy luôn. Eo 74, 78, eo 78 độ về. Phần bên dưới là dập lý, dập nhúng như nè. VIP như vậy nè. Có túi nè. Có hai cái túi hai bên luôn, trời ơi xinh chưa. Con này mã số 8 cho em. 150.000 mã số 8. Mã số 8 150.000. Mã 8, mã 8 cho em. Rồi con này eo 78-80. Một con nữ hoàng eo 80 nha. Hôm trước có ai hỏi dạng nữ hoàng Bách Lâm gì eo 80 nè, nay em có nè mấy chị. Con này eo 78-80 nha. Nữ hoàng cho em nha, Bách Lâm lắm luôn nha. Nữ hoàng nha, phải nói là cổ bao nữ hoàng cho mấy chị luôn. Cái cổ mà em nói siêu nữ hoàng luôn. Đây, đằng sau cái cổ bánh bèo nữ hoàng. Rất là đẹp như vậy cho em. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Đỏ sang như vậy luôn, nữ hoàng chưa. Trời ơi nó nghiền. Chị này 78-80 chốt nha. Lên cho em mã số 9 cho em. Mã số 9 nha mấy chị. 150.000 mã 9 cho em. Số 9, số 9, 150.000 miễn ship cho mấy chị. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 9. Sang lắm, xịn lắm. Sang xịn mịn cho em. Lên mã 9 là có đơn cho em, sang xịn mịn VIP luôn. Lên số 9 nha mấy chị ơi. Mấy chị xem like, mấy chị chấm chấm bài cho em với mấy chị. Mấy chị có còn chị nào đang xem like không? Chấm chấm bài cho em với. Chị Hằng. Hồi nãy giờ chị Hằng không vô sớm sớm, chị Hằng cứu em chị Hằng. Chị Hằng để người ta ăn hiếp em chị Hằng. Chị Hằng không vô để người ta ăn hiếp em khổ em. Con này hàng hiệu soi. Con này hàng hiệu soi như vậy cho em. Hàng hiệu soi nha mấy chị. Cái dáng nó suông xuống như vậy cho em. Cái dáng nó suông xuống như vậy nha. Mấy chị nào thích địch tay thì địch tay vô như vậy cho em. Chị nào không thích thì để làm suông. Hàng hiệu soi cực kỳ đắt tiền. Bán mấy chị bán tặng 150.000 luôn. Hôm nay là đầu năm mà mấy chị, đầu năm mới mà mấy chị vừa. Em nói là bán tặng cho mấy chị luôn. Rất là đẹp như vậy, 150.000 luôn. Con này eo 80-84 nha, size to nè. Lâu lâu em mới có con size to eo 80-84 đẹp như vậy á. Mấy chị chốt cho em lên số 10 nha. Mã số 10 cho em 150.000. Mã số 10. Số 10. Mã số 10 cho em. Mã 10. Rồi em qua con khác. Wow, con này 78-80. Con này chất bông ta ghi á mấy chị. Chất thun bông ta ghi ở trên này nè. Thun ở trên đó là chất. Cho chị xem lại con 9. Con 9 đấy chị ơi. Nữ hoàng á chị. Chị Nga eo. Cái này eo 80 chị Nga mặc được. Chị Nga eo 78. Con này eo 80 chị Nga mặc được nè. Xinh lắm. Đây, tay nữ hoàng, nữ hoàng cho em. Nữ hoàng bên dưới, để em bới bên này trong nó như thế nào. Nó kiểu body phần ở dưới này nè. Nó kiểu body phần bên dưới á. Đó, đằng sau là như vậy nha. Cái cổ nó nữ hoàng đằng sau như vậy. Phần xuống dưới đây là nó body nè. Khi mấy chị mặc vô cái chỗ này nó mới găng ra. Đây, khi mặc nhìn bình thường á thì nó nhỏ. Mình sợ chưa vô không vừa. Nhưng mà khi mấy chị mặc vô cái chỗ này nè. Đó, nó găng ra là có lót như vậy, đàng hoàng như vậy, không sao hết nha. Nhìn như vậy thôi, đẹp lắm luôn. Con này là mã số 9 á. Đó, con này mã 9 cho mấy chị nha. 150.000 mã số 9 cho em, đẹp lắm nữ hoàng. Xinh quá à. Nhìn như vậy thôi nhưng mà khi mặc vô nó mới găng, nó mới đẹp. Đánh đều chưa. Số 9 rồi, em qua con này là Montagy với mấy chị. Ở trên này là chất thun lạnh Montagy, mặc cực kỳ mát nha. Còn bên dưới là chất lụa xịn như vậy cho em nha. Trời ơi xinh lắm luôn, eo 78-80 cho em, có dây cột. Có dây cột đằng sau như vậy. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về là số 11 nha. Mã số 11 cho em con này, mã 11. Mã số 9 rồi chị Nga. 11, 150.000 số 11 cho em, mã 11 cho em. 11. Rồi con này xinh quá à. Con này eo 78-80, con này thun lạnh mông ta ghi. Thun lạnh mông ta ghi rất là VIP cho em. Cái này, hoa nha, ba cái bông hoa bông ơi như vậy cho em. Trời ơi nó xinh. Số 9 chị Nga chốt rồi mấy chị ơi. Số 9 chị Nga chốt rồi. Đó, thun lạnh mong ta ghi bao đẹp. Số 9 em có cái, cái này Vinh Nhật có cái rồi, không có cái thứ hai đâu nha. Mấy chị coi cái nào mình vừa thì em mình vừa thì mình chốt ủng hộ em nha mấy chị. Đó, cũng gần Tết tới nơi rồi mấy chị ơi. Vào chốt ủng hộ em nha mấy chị. Hoặc là mấy chị mua về chốt mặc cho nó đẹp, mặc tặng làm quà cũng được nha. Có 150.000 được miễn ship tới nhà luôn đó. Đẹp quá đi, con này mã số 12. Con này mã 12 nè. Eo, con này eo 7880 CL số 12 cho em 150.000. 12, 150.000 mã 12 miễn ship nha. Về kiểm tra hàng thoải mái nha. Xinh lắm luôn số 12 cho em.
Rồi, con này bao cân, con này 7880. Con này là một con dáng phom suông. Một con dáng phom suông xuống như vậy. Phom suông nha, chị nào thích thì tay địch nha, trời ơi. Con này có một cái đai đắt tiền. Con này mấy chị mua một con đầm này á, là mấy chị được tặng một cái đai đắt tiền còn để trong bịch như vậy. Rất là xịn sò luôn. Đó, chị nào eo 7880, eo 80 đổ về, lên eo số 13 cho em. 150 ngàn miễn ship cho em mã số 13 nha. Mã số 13 cho em 150 ngàn mã 13. Rồi em qua con khác, con này eo 78. Con này eo 74, 78, eo 78 đổ về. Eo 74, 78, eo 78 đổ về, bông hoa nhí nha. Bông hoa nhí mà ơi, như vậy chất von rất là mềm mại nha. Chất von cực kỳ mềm mại, dùng bo nhúng bo chung. Đây, đằng này nó bo nhúng bo chung xuống như vậy, chất von cực kỳ sang luôn. Con này mã số 14 cho em. Eo 78 đổ về số 14 nha. 150 ngàn miễn ship cho mấy chị về kiểm tra hàng thoải mái số 14 cho em. 14, 14 cho em. Lên mã 14 cho em là mấy chị có đơn luôn. Trời ơi, đầm đẹp không á mấy chị. Hôm nay là em nói đầm đẹp, đầm sang, đầm viết cho mấy chị luôn á. Toàn là đầm đẹp không. Con này 74, 76 này. Con này cưng lắm này. Màu hoa nhí nha, tem hàng hiệu chất von nha. Bông hoa nhí, bông hoa to như vậy nha. Eo 7880 nha. Trời ơi đẹp lắm. Rất là sang như vậy luôn. Đà dài sọ gọng VIP như vậy. Eo 7880, eo 80 đổ về. Con này mã số 15. Mã số 15 cho em. 150 ngàn số 15 cho em. Đẹp sang xịn mịn luôn số 15. 15, 15 cho em nè. Wow, con cổ này tiểu thư quá. Con cổ này tiểu thư quá mấy chị ơi. Tiểu thư sang xịn mịn luôn. Eo 72, 74 nha. Eo 72, 74 nha, cài cúc từ trên xuống dưới nha, xòe cái dáng là tay lắm. Trời ơi, gầm ghiền luôn. Con này cầm nghiện luôn mấy chị, con này số 16 cho em. Đẹp quá, cái màu cũng sang nữa, số 16 nha, 150 ngàn mã 16 nha. Mấy chị được miễn ship tận nhà, tận giường, tận bếp luôn, về mấy chị được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Rồi, eo 74, 76 cho em con này. Eo 74, 76, eo 76 đổ về màu hoa nhí. Bông hoa nhí hoa ơi. Tem hàng hiệu như vậy cho em. Cái dáng cực kỳ đẹp như vậy cho em. Con này số 17 cho em. Eo từ 6. Eo con này là từ 74 tới 76. Số 17, 150 ngàn mã 17. 17, 17 cho em. Con này là một con ghen nha. Trời ơi, ghen tay lắm. Một con ghen mà phải nói là cực kỳ đẹp, rất là sang luôn á. Eo 70, 72. Eo 70, 72 chất ghen. Mới, không xù, không đổ lông. Chất ghen mới, không xù, không đổ lông như vậy cho em. Trời ơi, cái dáng là đẹp như vậy nè. Con này mã 18 nha. Eo 70, 72, số 18 cho em, 150 ngàn, mã số 18, 18, 18 cho em, 150 ngàn, số 18 cho em. Rồi, con này eo 74, 76 cho em. Thế, con này còn mới nguyên tem nha mấy chị. Còn mới nguyên tem như vậy, chưa có em mặc đâu. Bông hoa nhí hoa ơi, như vậy rất là sang luôn. Có chung nhúng như vậy luôn, xòe ra dán tay như vậy luôn. Đây, đằng sau bếp lum bếp ơi như vậy cho em. Con này mã 19 cho em nha. Eo 74, 76, eo 76 đổ về số 19 cho em. 19, 19, 150 ngàn, số 19 cho em. 19, 19 cho em, 150 ngàn. Em qua con khác nè. Con này eo 72, 74, trời đẹp quá, con nào cũng đẹp hết. Con nào cũng xinh hết á. Con này chất von. Chất von, trời ơi xinh. Đẹp lắm, chất von cực kỳ mềm mại luôn. Con này eo 74, 76 nha mấy chị. Cái dáng đẹp lắm đây nè. Đẹp lắm. Eo 74, 76, eo 76 đổ về, con này số 20 cho em. Mã 20 cho em nha, 150 ngàn số 20. 20, 20 cho em. 20, 20 nha mấy chị ơi. Em like vài con nữa, chắc em xuống like á mấy chị ơi, hẹn các chị vào buổi chiều nha. Em chắc em like xem vài mẫu nữa, em xuống like quá, hẹn các chị vào buổi chiều đi. Buổi chiều 12:30 em lại vào nha mấy chị. Đẹp quá à, free size nhung. Một con nhung free size VIP của VIP. Chất nhung rất là sang xịn luôn. Sang xịn mịn luôn. Frisize luôn. Con này mã số 1. Quay về số 1. Frisize có nghĩa là eo 90, 95, 100. Ai cũng mặc được á. Chị nào thích trọng thì bơi vô đó mấy chị. Con này mã số 1 cho em. 150 ngàn số 1 nha. Mã số 1, 150 ngàn nhung. Nhung đẹp lắm. Sang xịn mịn luôn. Nhung rất là đẹp, rất là VIP luôn. Số 1 cho em. Số 1, số 1. Cho xem lại mã 2. Trời ơi, hơi bị lâu rồi đấy. Đây, số 2 đây. Chị Hằng ơi, chị Hằng, mà vô bà xem bình luận mà nói giùm em coi.
Số 1 là chị Hồ Thị Thu. Rồi con này đẹp quá. Chị Phạm Hạnh. Ủa em nhìn cái đồng chứ em nhìn xuống vú em làm gì mấy chị? Em đứng em like mà em nhìn vú em làm gì mấy chị? Chị gì vậy? Cái chị này nè. Em bực mình ghê luôn á. Em không có chơi BD đâu. Em có chồng có con rồi mấy chị. Em bực ghê luôn á. Chứ sáng giờ chị cứ vô. Chị vô em đứng em like mà chị cứ kêu em nhìn vú của em. Ủa em đứng like đây em nhìn vú em làm gì vậy? Chị, em không có chơi BD đâu nha. Chị đi tìm đối tượng khác nha. Em không phải là đối tượng của chị đâu. Em có chồng có con rồi. Em phải đối tượng của chị nha. Chị đừng có vô like nhà em. Chị nói này nói kia nữa. Em đứng đây em bán hàng á chị. Bực ghê luôn á. Mã áo vạt đuôi cá hả? Thiệt bực ghê luôn á. À, vạt đuôi cá rồi. Từ chị Phạm Hạnh đợi em xíu nha. Em tìm cái mã số 2. Mã số 2 mã áo vạt đuôi cá. Ờ cái này đúng không chị ơi? Ấn được không? Em đâu có phải đối tượng của chị đó đâu mà cứ chị đó từ sáng tới giờ vô cứ nói em hoài luôn á. Em cầm con đầm thì em phải nhìn con đầm chứ. Giờ kêu em trời em khổ ghê luôn á. Mà mấy chị có công nhận không? Mấy chị có thấy vô duyên không? Từ sáng tới giờ luôn em bán sáng vậy em bán được có mấy cái đầm mà em bán được cái nào. Thiệt khổ ghê phải con đuôi cá này không ta? Con chị gì? Chị Phạm Hạnh. À, chị Phạm Hạnh. Đây phải cái đuôi cá này không chị? Con này eo 72 74. Eo 72 74 nha. Phải con này không? Eo 72 74. Ờ đẹp, phải con này thì lên ok mà sợ chị không vừa á, chị 60 kg eo chị bao nhiêu á? Hồi nãy chị kêu là chị 57 kg mà eo chị bao nhiêu nha? Ờ đo số đo vòng eo với chốt hàng nha, cái này là đồng viên Nhật đó mấy chị. Nó kỹ về cái số đo vòng eo lắm, mấy chị nên là đo chắc mới chốt hàng giùm em. Chứ số ký là nó không có chuẩn, số ký không có chuẩn nha. Còn cái này là mình phải đo eo của mình xong rồi mình chốt hàng là chốt chắc luôn, là em nói là chốt là không trượt luôn á, là mặc vừa luôn á. Cái này 74 con đưa cá đưa ơi nè, 74 hoa nhí. Eo 74. Chắc em like vài mẫu nữa, em xuống like em ăn em nghỉ trưa em cơm xong rồi các chị 12:30 trưa nay vào ủng hộ em nữa nha, em nhiều con đẹp lắm. Em nhiều con đẹp lắm luôn. À, con này đẹp quá à, sang quá à. Xe sang quá, em chào chị Hồng Nga Nguyễn nha. Thấy mấy chị mới vào quá trời luôn à... Đẹp quá. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này sang lắm, cái này là phờ ghi sai eo 90 95 100. Con này số 2 cho em. Phờ ghi sai nha, eo 90 95 100 nha. Con này mã số 2 nha mấy chị, mã số 2 cho em. Mã 2. Đẹp quá, 150.000 miễn ship cho em, mã số 2 sang lắm luôn. Con này phải nói là mặt cực kỳ sang luôn, số 2 cho em. Số 2, 150.000 mã 2. Ờ, lên vài mẫu nữa xong em xuống này, đây nè, con này cũng đẹp nè, con này cũng phờ ghi sai nè. Sờ phờ ghi sai, eo 90, 95, 100 luôn nha. Con này số 3 cho em, 150.000 mã 3, có túi cho em, số 3, 150.000. Mã 3. Rồi, con này là một con cổ cột nơ cho em nha. Một con cổ cột nơ đuôi cá đuôi ơ như vậy nha. Con này cũng phờ ghi sai eo 90 95 100 luôn, đẹp như vậy luôn, đuôi cá đuôi ơ vip như vậy luôn. Con này mã số 4 cho em. Con này mã số 4 nha mấy chị, mã số 4 cho em nha. 150.000 số 4, 150.000 mã 4. Có mấy con size to phờ ghi sai em bán cho mấy chị luôn. Đây em nói là đây là mấy con to phờ ghi sai để em chơi phờ ghi sai cho mấy chị luôn, đẹp lắm, bán 150.000 luôn. Mấy chị mà size to á, mấy chị mà size to là khó mua đồ lắm. Khó mua đồ lắm, nói chung là size to phần ghi size tầm em 90 95 100 này nó cực kỳ khó mua đồ. Mấy chị khó mua đồ thì cứ vào nhà em nói size to size bé gì có hết nha. Bán 150.000 đây nè. Bông hoa nhí hoa ơ nè, chất von rất là mềm đẹp sang như vậy nè. Phần ghi size luôn. Eo 90 95 100 cho em con này mã số 5. 150.000 số 5, con này dạng form suông chất von mềm hai lớp nha. Số 5 cho em. Rồi con này eo 72 74. Eo 72 74 dáng vin, có chung có giãn, chất vô mềm, bông hoa nhí hoa ô như vậy. Con này mã số 6 nha mấy chị, mã số 6 cho em, 150.000 số 6. Số 6. Con này eo 74 76 nha mấy chị. Eo 74 76, eo 76 độ về, trời ơi phải nói là bao đẹp luôn, quá xuất sắc luôn. Bánh bèo như vậy nè, bánh bèo như vậy cho em nè, bánh bèo như vậy nè, cực kỳ đẹp luôn. Eo 74 76 size M đó mấy chị, eo 76 độ về size M. Con này mã số 7 cho em, mã số 7 cho em, 150.000 mã số 7. Số 7. Con này trời ơi nó đúng đẹp quá, nó đúng xuất sắc luôn. Chị nào eo 85 90, eo 85 90, eo 90 độ về nha.
cái cổ bo nhúng bo chung dễ thương như vậy nha. Cái dáng là tay, cái tay rồi cực kỳ dễ thương luôn, cực kỳ vip luôn. Cái dáng là bánh bèo như vậy. Con này mã số 8 cho em, eo 85-90, eo 90 đổ về 150.000 cho em mã số 8. Mã số 8 cho em. Đây con này cũng rất là đẹp đây nè mấy chị. Trời ơi nhiều con phong xương mà em nói phong rộng mà đẹp sang lắm luôn ý. Con này 74-78 nha. Phong rộng phong xương như vậy nha mấy chị. Đó phong rộng phong xương như vậy xem xong rồi mấy chị. Mặt mấy chị nịch đai vô như vậy. Chị nào eo 74-78, eo 78 đổ về con này mã số 9. Con này mã số 9 cho em 150.000 mã 9. Số 9 150.000 Mỹ ship mã 9 nha. Mã 9. Một con cổ đổ. Con này là một con cổ đổ xuống như vậy. Một con cổ đổ nha. Một con cổ đổ xuống như vậy cực kỳ đẹp luôn. Con này eo 70-72. Trời ơi chất von rất là mềm siêu đẹp luôn. Chị này eo 70-72. Con này số 10 cho em 150.000 mã 10. Mã số 10 150.000. Thôi đi xuống like luôn rồi, không like nữa. Thôi em không có like nữa mấy chị ơi. Em gặp cái chị này hãm quá. Thôi bây giờ em xuống like nha mấy chị. Em nhìn lại hôm bữa nay lần đầu tiên em bán hàng mà em thiệt lần đầu tiên luôn á mấy chị. Thôi bây giờ em xuống like luôn, em không có like nữa. Hẹn các chị vào 12:30 trưa nay luôn. Em không có like nữa. Chắc chết em quá. Chị Phương dậy để chị Phương chửi. Mấy chị ơi. Thôi em xin phép em xuống like luôn mấy chị ơi. Em xuống like em ăn cơm luôn. Hẹn các chị vào 12:30 trưa nay nha mấy chị. Hẹn các chị vào 12:30 trưa nay em lại tiếp tục like đồng Vinh Nhật cho mấy chị nha. Các chị hôm nay là ngày đầu của năm 2023 luôn. Đó, các chị hôm nay mà các chị không có đi chơi lễ thì mấy chị ở nhà săn đầm đẹp nha. Vào xem like của em ủng hộ em nha mấy chị ơi. Em xin phép xuống like. Em cảm ơn tất cả các chị đã ủng hộ em từ sáng tới giờ luôn. Cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều luôn. Hẹn các chị vào 12:30 trưa nay. Có rất là nhiều đầm đẹp nha. Có rất là nhiều đầm đẹp. Đầm đẹp, đầm VIP luôn. Chưa lắp bả nữa. Dạ rồi, em bên em có chặn rồi nhưng mà vẫn vô xem được á mấy chị. Vẫn vô xem được, vẫn bình luận được mà em không hiểu sao luôn á. Em cứ coi nó như cửa khoai, cứ nói hoài à mấy chị ơi. Em xuống like luôn, hẹn các chị 12:30 trưa nay nha mấy chị. Mấy chị luôn ủng hộ em á thì nhớ 12:30 trưa nay vào nha, nhiều đầm đẹp lắm nha. Đầm 150.000 rất đẹp, em còn mấy cây sào luôn, em lên đâu có kịp đâu. Có gì chưa em vào tiếp, em lại đến chiều cho mấy chị luôn. Rồi em chúc các chị buổi trưa vui vẻ, đi ăn cơm ngon miệng nha. Hẹn các chị 12:30 trưa nay nha, em xuống like nha. Chào tạm biệt tất cả các chị yêu. Chúc em muốn vui vẻ may mắn. Cảm ơn chị Nga nha, em xuống like nha. Em chậm, em xuống like luôn.